mình ôn cái phần cái phần số ngữ pháp trước à lên ôn có 14 bốn người à, câu thứ nhất là thứ sử à, vi thứ sử vi à, vi sư thiết à, Gặp cái chữ dưới cho các vị thấy rằng là khi mình thấy có chữ vi à, rồi, rồi có chữ thiết thì ở đây là động từ cho nên chữ vi này nhất định là không phải động từ rồi, cho nên người ta hỏi chữ vi này là gì thì biết đây là giới từ, phải không? Bởi vì từ tổ giới tân đặt trước vị ngữ, hãy nhìn cho lần biết liền chữ thiết này là động từ à, thiết lập cái cái đại hội trai, tức là cái lễ uh, trai tăng lớn thì đó. À, đó cho nên cái này là và thiết lập cho cho vì trong trường hợp này mình có thể là dịch là làm cái gì cho ai? Mà vì đại sư đã thiết lập cái cái lễ hội uh, trai tăng ha cho nên mình ở đây mình chọn là chữ à, chữ a phải không à, vì chữ vi này là giới từ thiếp có động từ rồi cho nên cái chữ vi này nhất định không thể nào là là động từ được chỉ có giới từ hoặc là động từ thì nó là giới từ câu thứ hai ký thành phật dĩ đã thành phật rồi cho nên chữ này có nghĩa là rồi cho nên dĩ này phải là trợ từ thôi không có thể nào nếu nó, nó có hai một là nó đứng phía trước động từ thì nó là phó từ cũng dịch là à, nó dịch là đã còn nếu mà nó đứng sau động từ hay là đứng cuối câu thì nó sẽ là hoặc là nếu mà nghĩa là dứt làm xong rồi ngừng nghỉ hoặc là rồi thì nếu ngừng nghỉ thì nó là động từ còn nếu mà nó là nghĩa là rồi thì nó là để biểu thị cái sự việc đã xảy ra rồi bởi trong tiếng hán nó không thể nào là giống như bên cái phiên âm latin mà nó biến cái đuôi để biến để biểu thị cái thì hiện tại tương lai quá khứ mà nó chỉ dùng cái cái trợ từ À, để biểu thị cái thì đó là thì nào cho nên đây là ký thành phật dĩ dĩ là trợ từ chọn d câu số 3. À, đăng thị quan chi thể à, chi đứng giữa hai thành phần vì đặt đèn là cái thể của ánh sáng cho nên là cái chi là trợ từ à, mình chọn rất phần này rất là nhanh phải tập cho nó quen tại chi nó đứng giữa hai thành phần thì nó là trợ từ nó đứng sau động từ thì nó là đại từ ha à. câu số 4. nhược thử ở à, nhược thức thử nghĩa à, nếu mà hiểu cái nghĩa này à, thì tức thì à, tức thì định huệ à, đẳng học à, thì là à, chính là cái định huệ ngang nhau à, cho nên chữ nhược chữ nhược ở đây ta hỏi chữ nhược nhược là nếu biết cái nghĩa này hay hiểu cái nghĩa này cho nên nhược là liên từ chỉ nếu là mình biết rồi nếu là liên từ thì đó là chọn à, C ha, Câu có bốn chọn C câu 5 là kim khuyến à, thiện trí thức tiên trừ thập ác à, nay khuyên thiện trí thức à, trước tiên phải trừ à, đoạn trừ đó 10 cái điều ác trước, trước tiên cho nên chuyện này đứng trước à, cái động từ là trừ cho nên nó là phó từ à, trước sau à, nếu mà nó là đứng trước động từ đó, thì nó là phó từ à. câu số cho nên chọn câu c phải không câu số 6, à, ư nhất thiết hành trụ tọa ngoạ à, đối với à, ưu à, ư nhất thiết xứ đối với tất cả chỗ à, tất cả chỗ cho nên chữ xứ này là có cái chữ nhất thiết làm định ngữ nè cho nên em một cái từ tổ làm tân ngữ cho đồng từ ư cho nên chữ xứ này là danh từ trung tâm cho nên nó chỉ là danh từ thôi tất cả chỗ à, thì chữ này là câu số 6 là ăn à, câu số 7 à, xoa thủ bạch phật à, hai tay À, thưa với đức phật chắp tay thưa với đức phật à, mong làm, à, đệ tử. À, làm, làm đệ tử làm mong làm đệ tử cho nên là ở đây nó cái chữ vi là làm động từ rồi nên chữ nguyện này nó không thể nào là động từ được nếu nó đứng một mình không có động từ nào hết thì chữ nguyện này là động từ còn bây giờ nó có động từ vi mong là nguyện chữ vi là làm cho nên chữ nguyện này là trợ động từ cho nên câu 7 chọn a à, đó là câu số 7. câu số 8. do thử nhân duyên các vị nhắn tin có phải là cái, cái có bạn vô thanh thanh than, than bình coi cái lớp có ai bị kẹt gì không vô được thì em theo dõi nha à, do thử nhân duyên mệnh chung kỳ hậu Sanh tại à, trưởng giả gia ở à, đây là mệnh chung kỳ hậu tức là do cái nhân duyên này à, sau khi mệnh chung cho nên chữ sau này là là danh từ trung tâm cho nên đứng giữa mệnh chung và chữ hậu thì chi đứng giữa hai thành phần cho nên chữ chi cũng là trợ từ à, chọn b à, câu 8 chọn b câu số 9 à, phiền não vô à, tức là phiền não không có còn rồi à, ba lan diệt ba lan là sống à, ba cũng sống mà lan cũng sống sống ngoài là diệt tiêu mất cho nên chữ diệt này là động từ à, câu 9 chọn a À, sống mòi tức là cái sống à, Sống ba đào đó Nó tiêu diệt mất hết, lặn hết Cho nên chữ diệt là động từ, làm vị ngữ Đó là câu số 9 Câu số 10 à, Bất tác thử Thử tu như hà, đáo, bỉ à, Bỉ, thử đều là đại từ Gặp à, chữ bỉ hoặc là chữ thử Là hai cái này đều là đại từ hết à, Không có tu như vậy Thì làm thế nào mà được đến bờ kia à, mình nghe nói bỉ ngạn đó bờ kia cho nên chữ bỉ này là kia à, thì đây là đại từ cho nên câu 10 chọn B à, Nhược hoại bất thiện chi tâm à, nếu không có à, phá hoại ấy, cái tâm à, bất ở đây là tâm bất thiện cho nên là không có hủy hoại không có tiêu diệt đó à, những cái cái tâm bất thiện thì niệm phật để mà bản sanh thì khó có đạt đến được à, cho nên chữ ở đây ta hỏi chữ thiện à, Bất thiện chi tâm à, Vì cái tâm không có bất thiện Cho nên chữ thiện này là tính từ à, Chỉ cái tính cách tốt xấu à, Cái nọ thì nó là Chữ tính từ không? Cho nên chữ thiện là tính từ Chọn câu 11 chọn C Câu 12 Nguyện hòa thượng từ bi à, Tiện hiện tây phương Phổ linh ác kiến Chữ phổ à, Mong hòa thượng từ bi à, Liền hiện à, À, cái 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 phương tây hiện ra đó cái phương tây để mà khiến cho tất cả được cái thấy được à, thấy khắp cho nên chữ phổ này là mình nói thường thường mình nói là phổ nguyện đó nguyện khắp cho nên chữ phổ này là phó từ à, nguyện khắp nó làm trạng ngữ đứng trước động từ à, là kiến à, hay là đứng trước động từ linh à, khiến cho khắp tất cả được thấy được cho nên chữ phổ này là là đứng trước động từ nó là phó từ à, thấy khắp hay là làm cái gì đó khắp à, cho nên là chữ phổ là phó từ câu 12 chọn C câu 13 à, cúc trung thủy đa hải thủy đa gia tức là cái nước cúc trung thủy cái cúc này là cái bốc, bốc, à, nước trong cái vốc vóc tay á mình mình hốt một một nắm nước á gọi là cái vóc tay à nước ở trong vóc tay nhiều hay là nước trong biển nhiều. À, cho nên chữ đa này đều là hai chữ đa. À, đều là gì tính từ hết. Cho nên câu 13. Chọn C. Tính từ làm vị ngữ. À, câu thứ nhất là. Cúc, trung, thủy, đa. Rồi hải. Câu thứ hai là. Hải, thủy, đa. À, rồi cái câu chữ đa là trợ từ. Tức là hỏi cái nước trong bóc tay nhiều. Hay là nước trong biển nhiều. À, cho nên chữ đa này là tính từ làm vị ngữ. À, chọn câu 13. Chọn câu C. Câu 14. À, vô tướng giả à, Ư tướng Nhi ly tướng là Vô tướng à, tức là gì Là đối với tướng mà lìa tướng Cho nên chữ giả này có nghĩa không Không có nghĩa Bởi vì chữ vô tướng là đủ rồi Bỏ nó đi không ảnh hưởng nghĩa gì hết Cho nên, nên là trợ từ Đứ Trước trước khi là sư ni sư tuệ dạy Thì là chủ trương là trợ từ hết Nhưng mà từ sau một kỳ đầu Thì cũng con vẫn còn chấp nhận Nhưng mà kỳ sau Kỳ thứ À, cuối của à, tức là giữa kỳ con chấp nhận cuối kỳ của kỳ 4 là là chỉnh lần lần cho các vị thấy rồi tức là chữ giả này là nó có hai hoặc là trợ từ hoặc là đại từ à, thì nó có nghĩa à, bỏ đi nó nó ảnh hưởng cái nghĩa thì nó phải là đại từ còn nếu mà bỏ đi nó không có mất nghĩa không ảnh hưởng nghĩa gì hết à, bản thân nó đã đủ nghĩa rồi thì nó là trợ từ cho nên ở đây là vô tướng à, thì đối với tướng vô tướng là cho nên câu này là câu câu phán đoán thôi. Vô tướng chính là đối với tướng mà lìa tướng. Cho nên chữ giả này là trợ từ. Câu 14 chọn B. Câu 15 à, à, xoa thủ bạch Phật cũng giống cái câu nãy nhưng mà hỏi chữ bạch. Lúc nãy mình hỏi chữ nguyện, bây giờ hỏi chữ bạch. À thì là hai chắp tay thưa với đức Phật. Cho nên chữ bạch này là à, động từ à, à, Câu 15 chọn A. Chữ chữ bạch là có nghĩa cho nên nó là mà thưa với đức Phật. À, bạch cái Đức Phật cái tươi Đức Phật cho nên nó là chọn à, câu D 15 chọn câu D à. câu 16 ngã tiên thân chi mẫu à cái, cái người mẹ mà đời trước tức là thân trước của tôi rất là đời trước của tôi à. rồi Kim do tồn tại nay vẫn còn còn sống à. vẫn còn tồn tại tức là vẫn còn vẫn còn sống vẫn còn ở trên đời đó à, cho nên chữ ở đây chữ do nếu chữ do này nó có hai cái hai cái từ cái nghĩa hai cái từ loại một là phó hai là đạ, đạ động nếu mà trong câu không có động từ nào hết thì chữ do này là động từ còn ở đây nó có chữ động từ là tồn cho nên con bôi chữ tồn cho các vị thấy nó làm vị ngữ rồi cho nên chữ do này là phó từ à, cho nên câu 16 mình chọn c à, nay vẫn còn sống à, câu 17 là nhược hoại bất thiện chi tâm niệm phật vãng sanh nản đạn nang đáo câu này lúc nãy học rồi hỏi rồi à, à, có rồi nhưng mà bây giờ hỏi là hỏi gì hỏi cái chữ nhược, à cái à, nếu mà à, phá phá trừ cái tức là phá hoại đó cái tâm bất thiện làm hư hỏng làm hủy diệt á à, cái tâm bất thiện cho nên chữ nhược này là liên từ nếu à, cho nên nó chọn gì chọn c có trùng không nãy hỏi câu gì à hình như con thấy con quen quen này chữ nhược có có trùng không không hả lúc nãy mình hỏi cái gì à, lúc nãy hỏi nhược luôn vậy là trùng rồi không phải cái này câu khác thưa sư lúc nãy là chữ thiện là tính từ ạ à, hỏi chữ thiện à, bây giờ mình hỏi chữ nhược là liên từ ha rồi đó là câu 17 chọn C. Câu 18 là kỳ nhân mệnh chung sanh ư thiên thiên thượng à, cái cái sinh mệnh à, à, của ngài đã dứt à, đã đã mệnh chung chứ sinh mệnh, chung là chết đó. À, cái cái người đó chứ à, cái người đó đã mệnh chung thì sanh về cõi cõi trời phải không thiên thượng là cõi trời như vậy cái chữ kỳ mà đứng trước một danh từ chữ kỳ Bất kỳ nó đứng trước danh từ hay nó đứng một mình Nó đều là đại từ à, Cho nên là gặp chữ kỳ rồi mình biết đây là đại từ Nó có hai vị trí đứng hoặc là đứng trước một danh từ Như ở đây là kỳ nhân Cái người đó à, Nếu mình nói cái người Ví dụ mình nói à, 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 Cô A cái mình nói cô A qua hoài Thì nó sẽ là điệp từ cho nên người ta sẽ tỉnh toán Tiếng Việt mình cũng vậy Mình nói cô ấy, người ấy, à, vị ấy Thì ở đây cũng vậy, cái người ấy, người đó Cho nên chữ kỳ là đại từ à, Làm định ngữ cho danh từ nhân cho nên câu 18 mình chọn à, C ha. Câu 19 năng thiện phân biệt chư à, pháp tướng có thể khéo phân biệt các cái pháp tướng à, chữ năng vì nó đứng trước cái cái chữ phân biệt là động từ cho nên chữ năng là trợ động từ khi nào nó không có không có động từ nào hết nó đứng một mình thì nó có thể là động động từ còn bây giờ nó có động từ phân biệt rồi à, cho nên chữ năng là trợ động từ nên câu 19 chọn D à. Nhữ hữu hà sự à, bi khóc bi khắp nhi à, nãy à, nhỉ nhĩ à, là ông có cái việc ngươi có cái việc gì đây là con rồng nó hỏi đó ngươi có cái việc gì à hà sự à, cái này chữ hà là đứng trước là danh từ sự làm định ngữ à, việc gì cho nên chữ hà là đại từ. À, mình có ba cái loại đại từ đại từ nhân xưng, đại từ à, nghi vấn và đồng thời là đại từ à, chỉ thị thì chữ hà là đại từ nghi vấn. À, đứng bất kỳ nó là đứng đâu nó cũng là đại từ. À, cho nên chữ hà này là là chọn gì? Chọn C, mươi hai mươi chọn C. Người có việc gì mà khóc như vậy? À, câu 21, à, kinh sổ thiên vạn tuế trải qua mấy ngàn vạn tuổi. À, cái này là có có đáng sợ không à, là chữ à, chữ uh, mấy ngàn năm cái này có thể là mấy ngàn năm Còn không nhớ cái cái ngữ cảnh nè à. trải qua mấy ngàn chữ tuế này nó có thể là tuổi hay là năm à, thì là chữ tuế là danh từ à, kinh là trải qua nè sổ số từ thiên số từ vàng cũng số từ cho nên chữ này là chữ tuế này là danh từ à, có cái số từ làm định ngữ để tạo thành một cái từ tổ à, cho nên cái này là Câu 21 chọn D à, danh từ. Câu 22 hải thần thủy ở à, thủ thủy nhất cúc à rồi Nhi vấn chi chi viết à, cái vị thần biển á, lấy một cái một cái vốc nước à rồi hỏi hỏi cái 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 vị mà trưởng đoàn hay là hỏi cái đoàn người đó, đó à, rằng cho nên cái này chị chi đứng sau động từ vấn hay là chị chi đứng sau bất kỳ một động từ nào cho nên bôi cái chữ vấn cho các vị thấy là động từ cho nên chị chi này là gì là gì đại từ phải không khi nào nó đứng giữa hai thành phần hoặc là chủ vị hoặc là định chung thì nó mới là trợ từ còn đứng sau động từ thì nó đều là đại từ à, Nó hỏi cái những cái vị trong thuyền, trên trên tầng trên thuyền hoặc là hỏi cái vị trưởng đoàn à, đó là chị chi là đại từ cho nên câu hai chọn c câu hôm ba thỉnh phật và tăng à, thỉnh phật cập tăng à, đương tu cộng à, nhớ cái này là à, cung chứ cung à, cung cụ à, cung là cung cấp cúng dường cũng là chữ này ha à. nếu mà không có bộ nhân đừng có lộn cái chữ cung với chữ chữ cộng à. chữ cộng là nó là cộng là chung là không có bộ nhân đứng còn thêm cái bộ nhân đứng thì nó là chữ chữ cung hay là cúng tùy theo cái cái ý nghĩa, thì là thỉnh nếu mà bởi vì đứa bé nó sinh ra, mới sinh ra nó biết nói mới hỏi mới yêu cầu mẹ nó, mới hỏi mẹ nó là Đức Phật và chư, và các vị Bồ Tát có còn tại thế không á, thì cha mẹ nói là còn, cho nên nó hỏi tại sao con lại hỏi như vậy, thì là con muốn là thỉnh Đức Phật và Chư Tăng để mà cúng dường, mà cha mẹ mới nói là nếu mà thỉnh Đức Phật và Chư Tăng thì phải cần những cái uh, cúng dường những cái vật dụng đó, cụ tức là những cái vật dụng, cho nên vợ cung này là động từ và đây người ta không có hỏi chữ cung à, nhưng mà cái này là chữ cặp à, tức là cúng thỉnh đức phật và chữ tăng cho nên chữ cặp này là liên từ liên từ nó đứng giữa hai cái thành phần đồng đẳng phật là danh từ tăng cũng danh từ cho nên nó là liên từ à, cho nên câu 23 mình chọn b câu 24. bất thức thân trung tịnh độ à, nguyện đông à, đông nguyện tây ha à, không có biết à, trong thân mình à, cái cõi tịnh á, cái cõi 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 tịnh độ này ở trong ngay trong thân mình, bởi cái thân mình nó tịnh, cái tâm mình nó tịnh á, thì chính mình đã ở nơi nào cũng thấy nó cõi tịnh, cho nên Đức Phật nói là tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh, hãy cái tâm mình mình tịnh đó, thì là ở nơi nào thì nơi đó là tịnh, cho nên là là cái cõi tịnh độ chính là ngay trong thân mình, không phải ở nơi đâu mình tìm, à, cho nên là nếu mà không biết cái từ cõi tịnh ở trong thân, cõi tịnh độ Nó trong thân mình, rồi lại mong là À, là mình sanh về cõi đông cõi tây ha thì đó là tổ và uh, là vấn cái lại với cái vị uh, một cái đối tượng mà mình giảng kinh ha. cho nên em nhưng người ta hỏi gì thì chung chung là trên dưới trong ngoài trước sau nó đều là danh từ phương vị cho nên đây câu 24 mình chọn C à, đó là là câu 24 câu 25 cực trọng à, uh, cực trọng tội nhân, à, phi ngã, nhi thùy, à, họ chỉ cực. À, cái người mà rất là, là cái người mà rất tội rất nặng á, cho nên chữ cực này là phó từ, à, rất nặng cái người tội rất nặng, cho nên là chữ cực này là, là có nghĩa là rất. À, rất thì nó là phó từ. Thì à, cho nên câu 25 là chọn A phải không? Phó từ. Câu 26: "Tuy bất năng vãng hồi" mạt vận ư thử thời tuy là không thể cứu vãn phải không? Vãn hồi cái à, à, cái 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 thời mạt vận tức là cái thời mà mà giống mình nghe nó mạt pháp vậy, giống như cái thời mạt pháp vậy đó mà ta dùng cái từ mạt vận tuy là không thể cứu cứu vãn được à, cái thời cái mạt vận này cái kiếp mạt à, cái cái kiếp vận này à, vào cái vào cái cái thời lúc này à, cho nên là chữ ở đây ta hỏi chữ vãn hồi, vãn hồi là là cứu vãn À, cho nên nó là động từ à, động từ thì câu 26 chọn B câu 27 bất khả tương Phước tiện à, vi công đức à, không thể đem cái Phước à, để đổi thành à, chữ chữ tiện này là đổi à, chữ xin lỗi chữ ta chữ vi này là đổi thành đổi à, đổi thành đó, đổi thành biến thành đổi thành cho nên là nó là động từ như vậy cái chữ tương này là giới từ phải không không thể đem đem cái gì đem cái phước à, cho nên cái này là từ tổ giới tân để đổi thành cái công đức cho nên chữ tương này là giới từ câu 27 a à. hai câu 28 đương dĩ tư sự ngữ chư phạm chí à, phải à, đem cái việc này à, dĩ là đem giới từ tư 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 sự tư là đại từ sự là danh từ cái việc này phải đem cái việc này nói với các vị phạm chí à nhưng mà ở đây là là à, cái, trong cái ngữ cảnh đó thường là chữ đương là là phải là nên nhưng mà cái vị cái người mà vợ mà cái người người chồng mà thọ cái trai giới à, Bắt quan trai rồi đi về không có chịu ăn cơm mà cái người này vốn là cái dòng tộc phạm chí cho nên là cái người này đi cái vị này đi người chồng nó đi thọ bắt quan trai của phật cho nên cái người vợ khi mà không ăn cơ không ăn cơm biểu là là, là phí thời cho nên không ăn thì người chồng người chồng nói người vợ nói là nếu mà không, ông không ăn á thì tôi sẽ đem cho nên chữ đương này là dịch là sẽ còn thông thường nó nếu mà nói là yêu cầu cái gì thì nó phải vậy nên ở trong này là tôi sẽ đem cái việc này nói với các vị phạm trí Tức cái vật các vị trưởng đoàn á à, thì đó là à, ở đây ta hỏi chữ đương à, là là trợ động từ à, bởi vì nếu mà không, hãy trợ động từ đó, nó không khác với phó từ. Nếu mà là phó từ đó, thì không thể nào biến thành, nó không có động từ thì không thể nào chữ phó từ này nó biến thành động từ được. Còn chữ trợ động từ đó, thì khi mà nó không có động từ thì những cái trợ cái động từ này nó có thể làm động từ, nó khác cái chỗ đó. Cho nên chúng ta để ý là mình sẽ thấy là rất là dễ, dễ nhớ. Cho nên câu 28 mình chọn B, trợ động từ. Câu 29, do thử nhân duyên mệnh trung chi hậu, câu nãy nãy gặp rồi nhưng mà hỏi chữ khác à, bây giờ mình hỏi nó họ người ta hỏi chữ do do là do cái cái nhân duyên này cho nên cái này là giới từ phải không à, cho nên câu 29 chọn c câu 30 bất ly tự tính thị công không có lìa tự tính đó chính là công à, thì không có lìa cái tính của mình đó à, là, là cũng thường nói là chữ từ nó có hai hoặc là liên từ hoặc à, xin lỗi hoặc là đại từ hoặc là giới từ nếu mà từ đâu tới đâu từ A tới B à, từ Sài Gòn cho đến Vũng Tàu à, từ quá khứ đến vị lai à, thì nó là giới từ còn nếu tự mình chính mình thì nó là đại từ ở đây là không có lìa tự tính tức không có lìa cái tính của mình thì là công cho nên cái tự này ta hỏi tự là là, là gì thì là tự là đại từ à, câu D 30 chọn D câu 31 cực trọng tội nhân phi ngã nhi thủy này câu hỏi này nên hỏi chữ cực bây giờ ta hỏi chữ Thùy. À, chữ Thùy là đại từ nghi vấn là ai cho nên chẳng phải tôi thì còn ai nữa. À, cái tội nặng này nè. Cái tội rất nặng này nè, không phải tôi thì còn ai nữa. Thì cho nên chữ Thùy này là đại từ à, cho nên câu 31 chọn A. Câu 32 à nhất thiết Trần Lao vọng tưởng, Tùng thử nhi sanh ta hỏi chữ sanh. À, tất cả những cái tròn Trần Lao hay là cái vọng tưởng à, từ đây mà sanh ra cho nên là sanh này là động từ à, từ đây là sanh ra tức là từ đây mà phát khởi ra cho nên sanh là đại động từ à, 32 chọn đề B à, 33 nhất thời Phật xá vệ quốc kỳ kỳ thọ tại cấp cơ độc viên à, đây ta hỏi chữ tại trong câu này tất cả từ đầu đến đuôi chỉ có chữ tại là động từ thôi à, cho nên là chữ tại thì một thổ nọ Đức Phật ở ở đâu ở trong vườn cấp cô độc à, rồi ở đâu nữa ở tại cái rừng kỳ đà của nước xá vệ cho nên chữ tại này động từ ba à. câu 33 chọn A câu 34 à, nguyện tác vương giả à, trì trai à, hoàng, hoàng, cụ à. cái người mà mong được cái vì cái ngữ cảnh này mình nhớ lại hãy mình nghe mà mấy cái này quý vị mà làm cái bài này nó dễ hơn là tại vì có những cái câu chuyện kinh điển đó, mình rất là dễ nhớ à, nói tới đây thì tức là mình nhớ là có hai cái người làm vợ hai cái người đi thọ bác quan trai à, một người thì là à, nguyện tác vương giả tức là cái người mà mong mình được làm vua sau khi mình thọ giới bác quan trai là mong cái cái phước báo này nè nếu mà mình thành tựu thì là mình được là làm vua trong tương lai à, còn một người thì là mong được là sanh về cõi trời cho nên là nguyện tác vương gia giả giả này có nghĩa à, nên giả này là là chi nhân cái người mà mong được làm vua à, thì trì trai hoàng, hoàng cụ giữ giới à, được đầy đủ à, chọn hoàn toàn đầy đủ cho nên là chữ giả ta hỏi chữ giả chữ giả là đại từ phải không 34 là câu a bởi vì cái này là chi nhân nguyện tác vương giả tức là nguyện tác vương chi nhân cái người mà mong được làm vua 35 nhất thiết chúng hội mà bất hoan hỷ đảnh à, đảnh đái à, hay là đảnh đới à, phụng hành à, ở đây ta hỏi chữ mạc à, tất cả chúng hội tất cả mọi người trong cái cái trong pháp hội đó à, à, không có ai mà không hoan hỷ chữ mạc là có hai hoặc là phó từ hoặc là đại từ nếu mà nó chỉ dịch là chớ đừng không thì nó là phó từ còn này là nếu mà nó dịch là à, nếu mà có người thì là không có ai hay là không có người nào nếu con vật thì không có con nào Nếu cái việc thực sự việc thì nó không có việc nào Còn đây là không ai không hoan hỷ Sau khi đức phật nói xong cái trời pháp đó, đó Thì không ai mà không có vui mừng à, Hay là không ai không hoan hỷ Cho nên chữ mạc này là đại từ à, Câu 35 Giờ chọn D à, Vì nó không có nghĩa là chớ hay đừng hay là không Mà nói là không có ai mà không vui mừng à, Rồi đó là câu 35 Giờ câu 36 Đảng à, tạo À, hình như sái với sái đường à, xá hả à. thì ở đây ta hỏi chữ chữ đảng à, đảng là phó từ đảng nên nó có hai một là liên từ hoặc là ông à, sinh à, liên từ hoặc là phó từ nếu nó có nghĩa là nhân thì nó là liên từ còn nếu nó có nghĩa là chỉ hay chỉ có thì nó là phó từ này là chỉ cần đứa bé nó người cha mẹ mới nói là phải thịnh phải chuẩn bị vật dụng để mà cúng dường được cho nên nó nói chỉ cần quét dọn À, phòng, ốc, nhà, cửa sạch à, thì nó là chỉ thôi à, chỉ cần quét cho nên chữ chữ đảng này là phó từ chọn B, à, câu 36 chọn B à, còn nếu mà nó có nghĩa nhưng thì nó mới là liên từ còn đây là chỉ cần quét dọn à, chữ đảng, à, chữ đường cũng là nhà, chữ xá của nhà phòng, ốc, cho sạch sẽ à. À, bây giờ câu 37 ngô viên à, ngô viên chi trung, hữu thử, mỹ quả người ta hỏi chữ ngô ngô mình nhớ là ở trên là bộ bộ ngũ chữ ngũ ở dưới là khẩu là ngô nếu có thêm bộ tâm thì nó lấy cái chữ ngô này đó, nó dùng cái với kết hợp bộ tâm thì nó chữ ngộ giác ngộ là chữ ngộ này còn đây là chữ ngô là đại từ nhân xưng ngô thứ nhất à giống như chữ ngã vậy đó à cho nên là trong vườn à, trong vườn của ta à, có một cái loại cây cái cái không biết quả ngon như vậy à, cho nên nhà vua hỏi cái cái vị mà làm vườn đó trên chữ ngô này là đại từ Câu 37 chọn A. 38. Thiện trí thức à, đạo tu thông lưu. À, đạo, nếu mà cái đạo thì phải là thông suốt. À, thông cũng là thông suốt mà lưu cũng là chảy, luôn là chảy mà cho nên nó cũng là thông suốt. Cho nên đạo thì phải lưu thông, à, phải thông suốt. À, nghĩa nào cũng được hết. À, thì như vậy ta hỏi chữ tu. À, bởi vì lưu là lưu, thông lưu là động từ rồi cho nên chữ tu này là đã trợ động từ nếu không có động từ nào hết thì chữ tu này là là động từ còn bây giờ có lưu thông nè thông là thông suốt luôn cũng là thông suốt cho nên là cái này là vị ngữ rồi còn cái này là trợ động từ cho nên câu 38 chọn b câu 39 nhân quả à, nhân rồi viên à, quả mãn à, xin lỗi nhân viên quả mãn người ta hỏi chữ viên à, thì chữ viên là viên là viên tròn cho nên là viên là tròn cho nên là tính từ à nhân nó tròn và quả cũng mãn cho nên cái hai cái này hai bị ngữ cho nên chữ viên là tính từ à. kể nào câu 40 à câu 39 thì tính từ thì mình chọn b không câu 40 tuy bất năng vãn hồi à, mạc vận ư thử thời lúc nãy mình hỏi gặp câu này rồi hỏi chữ vãn hồi bây giờ người ta hỏi chữ ư à, ư rồi mình gặp nó làm biết là giới từ rồi à, học rồi mình nhìn lại trong cái cấu trúc nữa tức là À, cái cái vận kiếp đó ở cái vào cái thời này cho nên chữ ư là giới từ à, câu 40 chọn a câu 41 thời chư cổ khách tức giữ hiền giả các vị sửa lại chữ cổ ha chữ cổ trong bài là là, hình như là viết sai á cổ khách là cái người thương buôn à, à, lúc bây giờ các cái vị thương buôn liền à, đưa cho các cái vị hiền giả đó à, cho nên là chữ thời ở đây là danh từ. Hồi xưa các vị sẽ học là nó là phó từ. Nhưng mà sau đó một thời một tí một tí rồi con đã chỉnh lại, chữ thời này là danh từ. Danh từ này làm chức năng là trạng ngữ chỉ thời gian. Lúc bây giờ ha. Cho nên chữ thời chọn gì A, à, danh từ. Câu 42, ngã thử pháp môn dĩ định huệ vi bổn. À, ngã là đại từ phải không? Pháp môn này của ta chữ ngã là đại từ nhân xưng thứ nhất là cho nên chữ ngã chọn D à, câu 42 chọn D. Câu 43 năng ly ư tướng à tắc pháp thể thanh tịnh chữ tắc ở đây mình thấy là chữ tắc nó có hai cái từ hai cái từ loại một là phó liên từ Hai là phó từ. Nếu mà mình thấy nó đứng giữa hai cái mệnh đề thì nó là liên từ. Tức là đây là mệnh đề thứ nhất là năng ly ư tướng thường xuyên mà đi à, nơi tướng à, nơi cái tướng mà mình đi tướng đó à, cho nên cái này là một câu rồi thì à, nếu như vậy thì sao thì pháp thể thanh tịnh à, thì như vậy cái thì này. chữ tắc này nó đứng giữa hai cái mệnh đề bên đề thứ nhất là năng ly ư tướng bên đề thứ hai là pháp thể thanh tịnh à, pháp thể là chủ ngữ thanh tịnh là tân ngữ à, vị ngữ cho nên chữ tắc này là liên từ à, cho mình chọn 43 là chọn a còn nếu mà đứng chữ tắc mà đứng trước vị ngữ thì nó sẽ là phó từ à, câu 44 sở dĩ lập đốn tiệm, tiệm chi giả danh à liên từ phải không? Sở dĩ mà lập cái 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 cái, cái giả danh cái pháp mà tạm á à, về cái đốn tiệm à, cho nên chỉ sở dĩ này là liên từ câu 44d bốn à. Câu 45 lục căn tuy hữu kiến văn giác tri bất nhiễm vạn cảnh à chữ bất ở đây mình hỏi chữ bất rất là dễ bất là gặp hay gặp nó là biết là phó từ rồi ha? phó từ vũ định lục căn tuy có thấy nghe giác biết à, à, không có nhiễm nhưng mà mình không có nhiễm trước á, các cái à, cái cái trần cảnh bên ngoài à, gọi là vạn cảnh à, thì chữ bất là phó từ cho nên câu 17 bảy à, câu 45 chọn b à câu 46 à, hải thần thủ, thủ thủy nhất vóc À, nhất Cúc, nhi Vấn, chi biết. Câu này gặp rồi nhưng mà để câu hỏi chị Nhi. À, nếu mà à, cái vị mà thần biển á mới lấy một cái vốc nước rồi hỏi à, rồi hỏi thì nhi là liên từ. Nó có thể là rồi có thể là nhưng nếu thuận á, thì dịch là rồi. Còn không thì nó là dịch là nhưng à, con này nó rồi hỏi hỏi cái vị mà à, à, thuyền trưởng đó à, thì đó là, là chữ nhi nghĩa là liên từ cho nên câu 46 chọn C. Câu 47 À, phụ phục ngữ viết quân thị phạm chí à, người vợ lại nói à, cho nên chữ ở đây gạch cái chữ ngữ là cho các vị thấy là chữ ngữ là động từ rồi cho nên chữ viết này là gì trợ từ thôi nó không có nghĩa bỏ đi cũng không, không có, không có mất nghĩa người vợ lại nói nghĩa là người chồng đáp à, trả lời xong rồi người vợ lại nói nữa là trước đó nói rồi bây giờ nói nữa cho nên ta đã chữ phục mà ở đây người ta hỏi chữ viết cho nên là nói, cho nên chị biết này không có nghĩa, nên chỉ biết này là trợ từ. à Câu câu D, 47 là câu D. Câu 48 à khai khẩu tiện thuyết tha nhân thị phi trưởng à, trường đoạn à, hảo ố ha. Là mở miệng, khai tức là mở mở miệng thì liền nói. Nói gì? Những điều tốt xấu, hảo ố tức là tốt xấu, rồi trường đoạn, đoạn tức là chữ là là À, được mất hơn thua đó hay là chữ chỗ chữ chỗ chữ trường đoạn là chỗ hay chỗ dở của người ta đó rồi chữ thị phi là phải trái hàng loạt những cặp đối này làm định ngữ cho cái danh từ thanh nhân à, thì chữ thuyết là chữ tiện đứng trước động từ phó ở à, thuyết cho nên tiện này là phó từ à, câu 48 chọn D câu 49 thử ngôn chân đế bất hư à, vọng giả người ta hỏi chữ ngôn chữ ngôn là để cái chữ mặt mặt là giáo biệt các vị thấy cho nên không mình tưởng là chữ ngôn là động từ cho nên để cái mặt đơn này cho thấy là chữ, à, mặt đơn này là định ngữ cho nên nhất định hệ định ngữ thì trước đó là định ngữ thì nó phải là danh từ cho nên ngôn này là cái lời nói này à, cho nên là cái chữ ngôn này là danh từ à, có chọn mươi 49 chọn C à, cái lời nói này là chân đế không có hư vọng Câu 50 là kết thúc phần 3. À kỳ này mình chỉ có 3 phần. À, câu, cho nên cái câu mà dịch á với cái viết chữ Hán nó hơi dài, bởi vì kinh điển á, nó không có nó nó không có hết nghĩa tự nhiên mà ngắt chừng nửa chừng thì nó rất là kỳ. À, cho nên là mà các vị kỳ nạn chỉ cho 3 phần nó, nó bổ sung cho mình có thể thêm một câu ở trong cái cái phần mà dịch với lại cái phần viết chữ Hán nên nó hơi dài tí xíu. À, sắc hương à, thẩm mỹ À, chữ thậm là phó từ chữ thậm nghĩa là rất à, cái, cái 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 cái, sắc và cái hương á, hương sắc là rất là đẹp cho nên là cái cái này là chỉ cho cái quả cái quả quả cái quả trái cây đó cho nên cái này là chữ thậm là phó từ đứng trước hình dung từ mỹ à, cho nên câu 50 là chọn a đó là phần 1, ở à, phần 3. Bây giờ qua phần 1 là dịch. À, lâu quá rồi, biết ta mấy gì có ôn không biết. Bây giờ mình coi là à, phần này nhớ là phần 1 tại vì yêu cầu mình viết chữ hán đã mấy lần rồi nhưng mà tới bây giờ các cổ một số các vị cũng còn vẫn còn là là là, là cứ lộn nên là ta yêu cầu viết chữ hán ta để là viết chữ hán thì mình phải viết chữ hán bởi vì cái âm hán việt ở trên này có rồi con cho cái âm hán việt bây giờ yêu cầu mình là viết chữ hán phần dưới nó là dịch nghĩa vậy mà có một số ngồi lụi cụi ngồi viết cái âm hán việt vô cái chỗ phần chữ hán người ta viết rồi mình tự nhiên mình viết luôn chi nữa là dư không có điểm À, vì đâu có ông yêu cầu mình viết chữ viên âm hán việt còn cái phần thứ hai ấy, thì phiên âm thì đâu mới yêu cầu mình ta cho chữ hán biểu mình phiên âm nhớ tới bây giờ vậy mà còn bây giờ viết chữ nào thì viết xong rồi còn cái chữ nào mình không biết thì đừng có viết cái âm hán việt vô tự nhiên ngồi lụi của viết chữ âm hán việt vô cho nó mất thời gian vậy qua tính điểm bởi vì ta yêu cầu viết chữ hán mà mình viết âm hán việt vô cái chỗ trống viết chữ hán rồi viết chữ âm hán việt không có biết đó thà mình để trống chứ không có điền vô giống như con nít nó dơ giấy cái bài nó rất là rộn thuộng nhìn vô không phải là cái 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 lớp của hệ đại học cho nên mình phải trình bày giống như là một cái vị mà mà mình học chương trình đại học không có không có không có gì đó không có cái chỗ trống không biết thì cứ để trống à, nếu rác nữa mình nhớ lại thì mình ghi vô còn không để trống đó không có đi, điền đi, cái âm bán việc vô điền âm bán việc vô rồi cái gạch dưới làm y như con nít vậy đó như vậy nó không có được điểm mà nó mất thời gian của mình. Nên các vị nhớ là hôm nay học kỳ cuối rồi. Bây giờ mình coi cái câu số 1. Bây giờ cái này là à, cũng có nhiều lần rồi thì các vị quen rồi không? Bây giờ con nói lại là một lần nữa lần cuối để cho các vị là cố gắng. Tuy rằng nó dài nhưng mà thật sự nó dễ là tại vì nó có cái ngữ cảnh của kinh điển mình đã từng biết à, mình từng nghe cho nên nó dễ. Người ta yêu cầu mình viết chữ Hán thì cũng có một số không hề biết một chữ hán nào hết nhưng mà đều là dịch ba phần đều làm trọn vẹn hết cho nên á để mình đối phó nếu mà mình không biết viết chữ hán được thì ít nhất là mình cứ tập nhìn cái âm hán việt này rồi mình dịch ra à, thì là mình đạt là là mình đạt được cái điểm trên trung bình bởi vì cái phiên âm và dịch nghĩa rồi bây giờ thêm cái phần này dịch nghĩa này cho nên là nếu mà biết chữ hán không được thì bây giờ cứ nhìn cái âm hán việt này để mà mình dịch ra à rồi sau đó là mình dịch nghĩa À, thì cứ như vậy là mình sẽ được cái một cái phần điểm còn mất cái phần điểm mà viết chữ án này thì nó vẫn là trên trung bình chứ còn nếu mà mình lụi hụi mình ngồi viết cái này thì thôi là không có được cho nên bây giờ là một là mình tập viết chữ hán được á, thì kịp kịp á, thì là nếu có bị nào không biết viết chữ hán á, mà này, bây giờ hiện tại nó gấp quá còn học kỳ không có kịp viết viết kịp thì thà rằng bỏ ra tập trung cái này để cho nó đạt điểm trung bình để mình qua cái cái học kỳ cuối này ha thì là kim hữu À, thiểu nghi tức là ngày nay à, nay chứ nay à, tức là đây là cái cái chích ra một cái đoạn cho nên phía trước đã có chủ ngữ rồi cho nên đây ta không để chủ ngữ nay tôi có chút nghi ngờ à, cái vị mà quan à, quan thứ sử họ Vi đó nay tôi có chút nghi ngờ mong ngài đại từ bi à, tức là đại từ đại bi đó à, à, rồi là Vi đặt Vi giải thuyết tức là là giải nói giải là giải giải nghĩa à, và thuyết là nói à, mình có thể dùng cái từ âm giải nói cũng được bởi vì trong cái 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 à, cái Phật giáo mình có thường, dùng cái từ âm nói Việt cũng rất nhiều cho nên là mong ngài giải nói cho tôi à, còn chữ đặt này dịch cũng được không dịch cũng chữ đặt này là đặc biệt à, vì tôi mà giải nói thì đó là cái cách dịch cũ mình có thể là giải nói làm cái gì cho ai giải giải thích và nói rõ cho tôi cũng được hoặc là giải nói cũng được rồi sư viết à, à, tổ mới nói hay là đại sư nói cũng được có nghi thì cứ hỏi à, hữu nghi tức vấn có nghi thì hỏi à, ngô đương vi thuyết ở đây cũng dạy chữ vi là, là, là giới từ chữ thuyết là ông từ tân ngữ đó tỉnh lược ở trên cũng vậy, tân ngữ tỉnh lược rồi ta sẽ nói cho ông à, cho người nghe à, hay là cho ông nghe đều được tức là ta sẽ nói cho ông nghe, rồi vi công viết tức là quan thứ sự họ vi mới nói, à, hòa hòa thượng sở thuyết Đây là gì? Từ tổ chỉ sở những cái điều hòa thượng sở thuyết tức là hòa thượng hòa thượng sở thuyết chi à, chi sự những cái điều những cái điều mà hòa thượng nói đó à, làm chủ ngữ khả bất bất thị đạt ma đại sư tông chỉ à, hồ à, có thể không không phải là cái tông chỉ à, của đại sư đạt ma ư có phải là cái cái điều mà hòa thượng nói đó, nguyên cái hòa thượng sở tuyết tức là hòa thượng sở tuyết chi sự những cái điều hòa thượng nói có có phải là à, có thể hay chữ khả là có thể không phải là à, cái tông chỉ của đại sư đạt ma ư à, đại sư mới trả lời hay là đáp đúng vậy à, chị thị là đúng vậy à, công viết người ông thứ sự quan thứ sự mới nói đệ tử đã từng nghe à, đệ tử nghe nghe cái gì đạt ma sơ hóa lương võ đế, đế là lúc mà đại sư mới đến ngài đạt ma mới đến mới uh, uh, giáo hóa cho lương võ đế đạt ma là đạt ma là chủ ngữ sơ là phó từ là mới hóa là giáo hóa lương võ đế là tân ngữ đạt ngài đạt ma mới đến giáo hóa cho lương võ đế lương võ đế đế tức là lương võ đế hỏi À, chữ vân này chữ vân này là là trợ từ thôi hỏi rằng hay là không 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 dịch cũng được chấm nhất sanh tạo tự độ tăng bố thí thiết trai à vì hồi xưa là vua đều làm những cái việc này không phải là giống như bây giờ là Phật giáo quản lý còn hồi xưa là vua cho nên là chấm một đời chữ nhất sanh là trạng ngữ như thời gian thôi chấm một đời tạo à, các chùa đó tạo tự tức là các chùa hay là dịch chữ tạo tự cũng được độ tăng à, tức là quá độ tăng chúng tức là cho phép tăng chúng tu hành à rồi bố thí, rồi thiết trai tức là cúng dường trai tăng à hữu hà công đức có cái công đức gì? Đạt ma đáp à đạt ma ngôn tức là đạt ma đáp à thật sự không có công đức. Thì đó là câu thứ nhất được chưa? Các vị theo được chưa? Có cần dịch lại lần nữa không? Dạ được có thưa Hả? Dạ được thưa sư. Rồi câu thứ hai ha tại vì lâu quá không biết à, bữa giờ có học bài không có khẩu thuyết thiện ngữ ở à, đây tất cả những cái phần mà viết chữ hán á toàn bộ là kinh kinh à, gì đó à, pháp bảo đàn không à? à cho nên những cái ngữ cảnh nó rất là quen thuộc và có thể những cái chữ nó lặp đi lặp lại nhiều chữ nhưng nhưng lặp đi lặp lại rất nhiều nên các vị mà nếu mà chú ý thì nó cũng không có khó lắm ha? khẩu thuyết thiện ngữ à, miệng nói cái lời tốt À, lời lành á thiện ngữ tức là lời lành miệng nói lời lành tâm trung bất thiện nhưng mà trong tâm không có thiện không có lành hay là không có tốt miệng nói tốt lời tốt nhưng mà tâm không có tốt hay là lời lành mà trong tâm không có lành thì cũng được cái nào hay là miệng nói lời thiện mà trong tâm không có thiện cái chữ thiện này có thể dịch cái từ nào cũng được hết à không hữu định huệ nếu mà như vậy á, thì là có định huệ là luôn uổng có định huệ tức là chẳng có định huệ gì hết chỉ, chỉ là trống rỗng thôi nói có định huệ nhưng mà không có thật có định huệ ý là không là không này là luống uổng đó như vậy là luống có định huệ Lú uổng có định huệ tức là không có không thật có định huệ định huệ bất đẳng à, định huệ thì không có không có à, như vậy thì định huệ nó không có bằng không có đồng nhau không có ngang nhau à, không có đồng đẳng mà thực tế thì định và huệ nó đồng đẳng trong cái này nó có cái kia trong cái kia nó có cái nọ à, cho nên là là định huệ không có không có không có đồng đẳng À, hay là không có ngang nhau à, Nhược tâm khẩu câu thiện Nếu à, miệng và tâm Hay là tâm và miệng đều thiện Tức là trong tâm mình nói thiện, lời lành Ở cái là miệng mình ở ngoài nói lành Nhưng mà trong tâm mình cũng lành Chứ mình mình nói là lời lành Nhưng mà trong ngoài việc cái ứng xử của mình Cái cách ứng xử của mình đó, nó xấu ác Thì gọi là nhược tâm khẩu câu thiện Nếu mà tâm và miệng Hai cái này là hai cái gen từ đồng đẳng Cho nên mình tâm và miệng À đều thiện à, thì nội ngoại nhất nhất chủng tức là trong và ngoài giống nhau hay là như nhau định huệ tức đẳng thì là định huệ ngang nhau. Ở trên này đây là nhờ tâm hữu câu thiện Hữu câu thiện cũng được nhưng mình để cái câu này là uh, ch chữ uh, hữu, chữ ch bỏ chữ hữu cũng thế được. Ở à, đây khẩu. các vị bỏ chữ hữu đi cũng được à, tại vì nếu mà tâm được. nếu mà tâm miệng đều thiện bởi vì chữ thiện này là vị ngữ chữ câu này là, là 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 phó từ nó giống như chữ dai vậy đó có nghĩa là đều thì nó nó vẫn đúng đúng cái ngữ pháp rồi à, cho nên chữ hủ bỏ cũng được nếu mà lỡ công bố đi mà cái cho câu này mà quên chữ hữu thì không không ghi cũng được ha à, ai có ghi cũng không sai à, bởi vì là nếu mà tâm à, à, Nhược tâm hủ tâm khẩu đó vậy là chữ hủ hay là chữ khẩu đó là... mà nó lộn á À, các vị à, à, bây giờ mà hạ nó xuống thì mất công mất mất thời gian cho nên là 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 à, là ta, ta, thanh bình nhắn lên cái tin cô tiếng ha để em tôi cái câu 2 của phần 1 ha để em tôi quên quên rồi cái ghi ra là những người có người không có nghe rồi nó lộn á em nhắn nhầm câu hai nè ni sư bôi cái chỗ này để cô sửa lại nha có nghe không? nhóm rồi ạ à rồi trong nội ngoại nhất chủng tức là trong ngoài như nhau một loại á, tức là như nhau à, định huệ tức đẳng thì như vậy định huệ nó đồng nhau à, tự ngộ tu hành bất tại ư tranh tự mình ngộ tức là hiểu được rồi tu hành à, đây là câu liên động hết câu động tác này xong cái động tác khác à, bất tại ư tranh không có do ở cái nơi tranh cãi à, cái, cái sự tu hành mà rốt ráo đó, thì không là hiểu tự mình hiểu rồi mình tu hành chứ không có do ở tranh cãi nếu à, nhược tranh tiên hậu rồi tức đồng mê nhân nếu mà mình tranh là trước sau hoặc là có thể nói ở đây trước sau có thể mình nói là à, bởi vì nói đồng đẳng nè cho nên trước sau à, thì hoặc là mình nói là nếu mình tranh cãi là đúng sai phải trái nghĩa là tất cả cái đối đại đó, đó thì là tức đồng mê nhân thì là giống như cái người mê hay là đồng với cái người mê À, thì đó là à, bất đoạn thắng phụ không nếu chưa có đoạn tức là không có đoạn dứt á, không có đoạn dứt cái sự hơn thua à, vì mình mình nếu mình dục giống như người mê là bởi vì mình chưa có đã đoạn dứt được cái sự hơn thua à, chữ thắng là hơn phụ là thua à, khước tăng ngã pháp à, trái lại còn tăng thêm ngã pháp bởi mình chấp nè chấp À, đúng phải quấy tốt và xấu rồi, rồi rồi rồi, đẹp xấu tốt xấu hơn thua phải quấy đó thì cái đó gọi là tăng thêm ngã pháp mà chỉ tăng là tăng thêm để trái chứ khước là lại lại thêm trái lại là tăng thêm cái ngã pháp bất ly tứ tướng không có lìa được bốn tướng à, đó là dưới cái câu cái ý lập luận ở trên thiện kiến thức và tổ mới gọi là này thiện kiến thức định tuệ à, do như à, hà đẳng này thiện kiến thức Định huệ thì giống như cái gì? À, giống như thế nào? à Do như đăng. Do như đăng quang. Giống như. à Bởi vì cái chữ do như này là động từ. Và chữ do này mình có thể hiểu nó là phó từ cũng được. Hoặc là nghĩa hai cái từ này mình cho nó giống như cũng vậy. Cho nó dễ. Bởi vì này, cái này mình dịch thôi. Cho nên mình cứ hiểu là chữ do nó cũng giống như. Và chữ như này cũng là động từ. Cho nên là giống như là ánh sáng của đèn có hữu đăng tức quang có đèn thì có sáng à, vô đăng tức ám không có đèn thì là là tối cho nên nó là không cái này trong cái này nó có cái kia à, đó là cái, cái cái lý rốt ráo của cái pháp mà 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 đúng đúng là như vậy đó là câu thứ hai câu được chưa qua câu ba ha Rồi các vị nghe đi nghe lại thì sẽ sẽ từ từ quen ha. câu số ba À, ư chư cảnh thượng đối với chữ ư là đối với à, trên chữ thượng à, đây là chư cảnh thượng làm từ tổ cho nên chữ thượng này là danh từ trung tâm đối với ở trên các các cái cảnh á, tâm bất nhiễm tâm không có nhiễm trước à, thì gọi là vô niệm à, ư tự niệm thượng còn đối với cái trên cái niệm của mình á, à, tự niệm thượng tức là trên cái niệm của mình thường lìa các cảnh à, tức là thường ly chưa cảnh tức là thường lìa các cảnh bất ư cảnh thượng sanh tâm không có ở nơi ở trên cái cảnh tức là ngay trên cái cảnh đó, à, mà sanh cái tâm à, phát khởi cái tâm này tâm kia đó gọi là sanh tâm nhược chỉ bất vật bất tư chỉ nếu mà chỉ cần là đối với trăm vật mọi vạn pháp trăm vật cũng giống như vạn pháp vậy đó không có suy nghĩ mình đối cảnh nào mình cũng tự nhiên như nhiên không có thấy À, tốt thấy xấu thấy phải thấy quấy thì gọi là bất tư à, niệm tận à, trừ khước thì cái, cái niệm đó là đều trừ sạch hết à, không có khởi một cái niệm niệm này niệm kia nhất niệm tuyệt tức tử rồi mình cho rằng là một niệm dứt á, thì là chết à, biệt xứ thọ sanh những chỗ cái chỗ khác rồi sanh nơi cái chỗ khác Thật là thọ, xanh, tức là thọ sanh tức là sanh nơi chỗ khác à, mình dịch cái động từ trước cái vị ngữ sau ở cái tân ngữ sau đáng lẽ cái chủ ngữ là cái chỗ khác mà thọ xanh nơi chỗ khác mà thọ sanh nhưng mà nếu mà dịch vậy nó không có thuận với cái văn phong mình thỉnh thoảng này cũng có những cái cái sự cho, trái ngược vậy cho nên mình dịch là thì à, nếu mình cho rằng một niệm mà dứt á thì là chết là chết rồi thì mình thọ sanh nơi khác à, thì là tổ nói rằng là đó là cái sai lầm lớn à, học đạo giả đây là từ tổ chữ giả người học đạo ha. học đạo giả tức là học đạo chi nhân cái người học đạo tư chi suy nghĩ cái điều này hay là suy nghĩ như vậy nhược bất thức pháp ý nếu không có hiểu hay là không biết à, cái ý của pháp à, tự thác à, tự thác do khả tức là tự mình sai còn có thể được à, chữ do này là đã phó từ còn có thể được à, cánh khuyên tha nhân tự mê bất kiến à, hụ hủy kinh phật sở dĩ lạc vô niệm vi tông. Nếu mà mình xa, nếu mình không hiểu được cái ý pháp á, thì tự mình sai còn có thể được bởi vì mình chưa có ngộ mà chưa có hiểu cho nên mình có thể sai. Nhưng mà cánh khuyên tha nhận à, tha nhân à, mà lại còn khuyên răng hay là à, hướng dẫn dạy dỗ cho người khác thì là tự mình mê à, à, không có thấy còn chữ hộ này là còn à, là hủy bán kinh phật bởi vì mình dạy sai tức là mình hủy bán kinh phật không có đúng à. cho nên là hụ bán phật kinh à, thì là như vậy thì sẽ hủy bán kinh phật còn nếu mình không hiểu mình sai lầm thì đức phật đó, à, hay là tổ đây nói là như vậy cũng còn có thể được bởi vì mình chưa có hiểu thì tới đó mình tới đó thì mình im đi Chứ mà mình còn đi dạy sai dạy sai thì không có. À, như vậy là mình hủy bán kinh phật à, cho nên à, sở dĩ cho nên lập cái vô niệm làm tông chính vì cái nguyên nhân, nhân duyên này nè cho nên tổ mới là nói là lập vô niệm làm tông để cho chúng ta đừng có khởi niệm này khởi kia thấy cái này khởi cái nọ nghĩ cái kia cho nên mới lập vô niệm tông đó là cái cái pháp vô niệm trong kinh pháp và đàn trong mấy cái cái lập mấy cái cái pháp mà vô này vô kia ha đó là thứ nhất đó là câu 3 câu ba giờ qua câu 4 ha mê nhân niệm phật người mê à, cái này giờ bác tới cái vấn đề mà niệm phật à, người mê À, người mê niệm phật cầu sanh ở ở ở, ở cái cõi kia là bị ngạn đó à, người mê mình niệm phật để mình cầu mong cầu à, được sanh về cái cõi kia à, rồi ngộ nhân tự tịnh kỳ tâm người ngộ tự tịnh tịnh quá đó à, hay là cái tâm mình sợ à, sợ dĩ phật cho nên đức phật mới nói tịnh tức phật độ tịnh trong cái tâm của mình nó tịnh thì cõi đó chính là tịnh à, cõi tịnh độ đó à, nơi nào mà mình mình sống nơi nào mà cũng ăn nơi nào cũng tốt đẹp còn cái tịnh thấy cái gì nó cũng rối cái gì nó cũng lộn xộn thấy sự sứ quân đông phương nhân tâm tâm tịnh tức vô sứ quân người đông á à, chỉ là cái tâm tịnh tức là không có tội à cái tâm mình tịnh tức là mình có À, làm những cái gì cho nên là cái tâm tịnh à, à, tây phương nhân tâm bất tịnh nhưng mà nếu cho dù ở phương tây nữa vì mình sách về cầu cầu sân mà cái người ở phương tây mình, như vậy để nếu mà mình ở cái cõi nào mình không tịnh thì là cũng không có không có là cái gì hết à, tâm không tịnh diệt khủ khiên tức là cũng có tội do cho dù mình ở phương tây gọi là ở phương đông mà mình không có tội à, thì là cái tâm mình tịnh không có tội thì đó cũng là không cũng, cũng là đang ở cõi tịnh à, đông phương nhân tạo tội người phương đông tạo tội rồi niệm phật cầu sanh phương tây vậy thì cái người phương tây tây phương nhân tạo tội niệm phật cầu sanh nơi nước nào đó là tổ đốn cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa là thế nào gọi là sanh về phương tây hay là thế nào là cái giá trị của niệm phật à, để chúng ta à, mục đích để chúng ta ở nơi nào cũng vậy hay là mình không phải đi tìm một cái nơi nào mà chính là cái tâm của mình là chính à, tâm mình mới là, là nguồn cội nguồn của cái sự đau khổ hay hạnh phúc à. đó là câu 4 giờ câu câu 5 nhược ngôn à, nhược ngôn trước tâm nếu nói à, trước tức là chấp trước vào nơi tâm à, tâm nguyên thị vọng mà tâm nó vốn là vọng tâm mình lúc này nghĩ cái này mà nghĩ cái kia cho nên gọi là giống như con ngựa đó. nó chạy hoài cho nên là vọng à, tâm vốn là vọng à, tri tâm như huyễn biết tâm nó giống như huyển. à, nó hư dối thôi cố vô sợ trước cho nên chúng ta à, cố là vô cho nên không có chấp trước à, nhược vô à, trước tịnh còn nếu nói là à, nếu mà nếu nói là chấp trước một cái tịnh thì là cái tính của con người vốn là tịnh, cái tự tính của mình nó Đức Phật nói là mình là là có cái Phật tính mà người nào cũng trong sạch hết, à, cho nên là tính của con người vốn là tịnh, à, do vọng mà nó mà do cái do vọng niệm tức là do thật ra nếu mà đánh để cái chữ niệm vọng này là vị ngữ thì cái niệm này là danh từ, do cái niệm sai lầm, à, bởi vì cái vọng này là sai lầm, à, do cái niệm sai lầm, à, rồi à, cái phủ, phủ chân như cho nên nó che lấp phủ phú là che che lấp cái tâm cái tâm chân như của mình đảng vô vọng nửa, tưởng cho nên không có cái cái tưởng sai lầm à tức là mình dùng cái từ vọng tưởng đó à, cho không cho nên không có vọng tưởng à, mà nếu mình dịch hiểu ra rõ tức là cái chữ vọng là sai lầm nếu mà không có cái tưởng sai lầm à nghĩ tưởng đó thì cái tự tính của mình cái tự tính của mình đó, tự nó thanh tịnh À, nếu mà mình không có không có cái sự mà vọng khởi cái này kia nọ thì cái tâm mình nó vốn thanh tịnh rồi à, à, do khởi cái tâm chấp trước vào cái tịnh à, nếu mà khởi tâm chấp trước vào cái tịnh à, khước sanh tịnh vọng rồi lại sanh lên cái sự à, sanh ra cái tâm là là cái này tịnh cái này là vọng à, cho nên là nếu mà ở trên nói là không có đừng có nói là là chấp chấp vào cái 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 cái, cái tịnh hay là không tịnh à, rồi vọng vô sở sở xứ uh, sở à, vọng thì không có cái nơi trốn à, không có chỗ không có nơi trốn à, trước giả cái người chấp trước á, thì là vọng à, còn nếu mà mình nhớ các vị nhớ cái cái câu mà mà uh, tam độc uh, thủy bào hư suốt một ba cái cái ba cái chất độc đó, nói là nó nguy hiểm hơn cả rắn độc đó tham sân si đó nó nguy hiểm hơn cả rắn độc thật tệ tế đó thủy bào tam độc nó giống như cái bọt nước vậy thủy bào là bào là bọt à, thủy là nước bọt giống cái bọt nước vậy đó à, nó là giả dạ hư dối thôi là nổi lên là chìm xuống có do duyên thì nó nổi lên mình khởi cái tâm tham còn nếu không thì nó cũng không. cái bóng hình nó không có cho nên ở đây tổ cũng nói vậy à, người chấp trước đó thì là còn nếu mình không chấp không có tịnh gì hết ha hình tướng cho nên nó tịnh tướng khước là tịnh tướng nếu mà lập cái tướng tịnh là công phu à. thử kiến giả mà hiểu như vậy thấy như vậy thì là tự bổn tính tự mình tự che cái tính bổn tính của tức là cái tự tính của mình á. À, khước bị tịnh phượt. lại bị cái chỉ là thể bị động à bị cái cái tịnh nó trói buộc chứ phượt là trói buộc Vậy ra là cao số số 5 à, cho nên mình học cái này nó vừa là để thi cử nhưng mà nó cũng lại hiểu được ý pháp để mà mình tu tập cho nó đúng đắn à, đó là câu số 5 giờ câu số, sâu, sư là câu số 6 à, được nhược ngôn trước tịnh nếu nói nhà chấp trước vào cái tịnh áp à, vào cái tâm ha nếu nói trước tâm tức là nếu nói chấp trước vào cái tâm nhưng mà tâm nó vốn là vọng à, tâm nguyên thị vọng tâm vốn là vọng à, biết tâm hư như huyển à, biết cái tâm như huyển à, này mình dịch là y như là cái hâm ăn ăn việt thôi à. chi là biết biết tâm như huyển cố vô sở trước cho nên chúng ta không có chấp trước à, nhược vô trước tịnh à, nhược ngôn trước tịnh à, nếu nói chấp trước vào cái tịnh đó, thì nhân tính Bổn tịnh nhân tính là chủ ngữ, Bổn là phó từ, tịnh là vị ngữ. À, cái tính của con người vốn là thanh tịnh, phải không? Do vọng niệm cố, do cái vọng niệm, à, hay là mình nói do cái niệm sai lầm, à, rồi nó bị cái à, là vì vậy, cho nên nó phú, phú chân như, chữ cái là liên từ. Do vậy, cho nên nó che lấp cái tâm chân như, hay là che lấp cái sự chân như cũng được hay là cái tâm chân như cũng được. Đảng vô vọng tưởng, à, chỉ cần không có cái vọng tưởng à, thì là tính tự thanh tịnh thì cái tính của mình đó, tự nó thanh tịnh khởi tâm trước tịnh khởi cái tâm rồi chấp vào cái tịnh à, khước sanh tịnh vọng rồi lại chỉ khước là lại sanh ra cái sự tịnh và cái vọng hai hai pháp pháp tịnh và pháp vọng vọng vô sở xứ sở nhưng mà cái vọng á thì nó không có nơi chốn à, rồi trước giả cái người chấp trước á là vọng à, còn nếu không chấp trước thì không vọng cho nên người chấp trước trước giả thì vọng người chấp trước thì là vọng tịnh vô hình tướng à, tịnh không có hình tướng à, khước lập tịnh tịnh tướng à, nếu mà trái lại lập cái tướng tịnh à, thì là ngôn thị công phu nói đó là công phu nói vậy là mình tu hành á à, thì mình hiểu tác thử kiến giả cái người mà hiểu như chứ mà ngăn che à, tự ngăn che cái tâm mục tính của mình à, khước bị tịnh vượt phượt trái lại bị cái, cái tịnh đó bởi mình chấp vào cái tịnh đó trái lại mình mình à, bị cái tịnh đó, nó, nó trói buộc mình có nhiều người cứ nói là bởi vì cái ý này là nói cho các vị nghe tí xíu để nghe nếu mà, mà có người nói rằng là mình phải để cái thời gian niệm phật nhưng mà rủi cái ngày đó mình bận rộn công việc mà chùa thì không có người. Nhưng mà cái bị cái, cái chấp chấp như vậy là mình nói mình phải niệm Phật để Phật Đức Phật rước hay là Phật là một cái công phu của mình vân vân vậy đó. Thì nhất định là khăng khăng mà trong khi đó chùa không có việc là không có người làm rồi như vậy cũng là gọi là mình mình có bị trói buộc và à, trói buộc vào cái tịnh đó tức mình khăng khăng. Cho nên là làm cái gì trong mọi thời mọi mọi lúc mà mình cái tâm mình vẫn ăn tịnh thì đó cũng là mình đang niệm Phật. À, tức là mình vấn đề là tổ muốn phá cho chúng ta phải hiểu để mình mình giữ cái tâm mình cho hàng giờ một phút Và giai đoạn đầu mình cũng phải có công phu kia nọ nhưng mà nó tùy duyên nếu mà nó bận rộn quá thì mình cũng không có không có nên chấp trước vào đó à, đó là con số 5 được chưa hả quảng quà dạ rồi thưa sư con số 6 nhược dục tu hành nếu muốn tu hành À, tại gia diệt à, thì cái hàng tại gia tại gia này là không phải ở nhà mà tại gia này là giống như một cái chủ ngữ vậy đó à, là cái tức là cái người là cái hàng tại gia à, là cũng cũng được Mến tu hành không phải phân biệt là chỉ có người xuất gia mới là đặc đạo người tại gia cũng được nhưng mà nó sẽ chướng ngại hơn bởi nó nhiều cái duyên nó rối rắm cho nên là mình phải mượn cái duyên này thôi chứ hả nếu mà nói về cái lý thì tại gia cũng là đắc đạo như thường bất do tại đại tự không phải do mình ở chùa à, rồi tại gia à, năng hành nếu mà cái hàng tại gia mà thường năng là thường xuyên à, thực hành tức là thành những cái giáo pháp của đức phật dạy đó như đông phương nhân à, như đông phương nhân tâm thiện giống như cái người phương đông à, đây là hai cái phân ra ha giống như là giống như đông phương nhân là một vế rồi tự tâm là hai vế À, giống như cái người phương đông tâm thiện, à, rồi tại tự bất tu. Còn nếu mà mình ở trong chùa à, mà mình không có tu hành thì như à, tây phương nhân, à, giống như cái người phương ở phương tây mà tâm ác, à, tâm ác, tâm ác, cái này cũng là khỏi dịch ra rồi. Tâm ác, Đảng tâm thanh tịnh chỉ cần à, chữ từ chữ đảng này là chỉ nhưng mình dịch cho nó rõ nó mạnh hơn nghĩa hơn mình nói chỉ cần tâm thanh tịnh, tức tự tự tính tây phương tức à, tức là tự tính mình đang ở cái phương tự tính mình ở cái phương tây vậy đó chứ không phải là phải phải là đợi mình ở cõi nào hay là ở chùa hay là hàng tại gia đó là chỉ cho mình phá cái chấp cái cái sở chấp của mình đó, cột vào cái tướng hả à. tại gia như hà tu tịnh à, tu hành cái hàng tại gia phải tu hành như thế nào à, sau khi nói nghe tổ nói vậy thì vậy này mới hỏi là như vậy cái hàng tại gia phải tu hành như thế nào À, sư sư ngôn đại sư mới nói Ngô giữ đại chúng thuyết vô tướng tụng ta à, là chủ ngữ là Ngô rồi thuyết là động từ mình dịch động từ trước ta sẽ nói à cái bài kể, bài tụng vô tướng hay là cái bài kệ vô tướng thì cũng đều đều được là tân ngữ cho các cho các đại chúng à, giữ đại chúng tức là làm cái gì cho ai à, ta sẽ nói bài kệ vô tướng cho các ở đây mình dịch là là giống chữ vi vậy đó ta sẽ nói cái bài kể vô tướng cho đại chúng nghe Đảng y thử thử tu thường giữ uh, ngô đồng sự xứ vô biệt uh, chỉ cần y theo cái pháp này mà tu hành uh, tức là chỉ cần y theo như vậy mà nếu mà tu hành thì là thường giống uh, uh, cùng ở đó thử, thì thường xuyên là cùng ở uh, 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 cùng ở cùng ở một chỗ chung với ta không có khác làm gì với ai cùng một cái chỗ đồng xứ tức là cùng một cái chỗ với ta không có khác biệt à, nếu mà hiểu được như vậy mà thực hành được như vậy á à, theo cái pháp này tu hành á thì cũng ngang với ta tức là cũng là cái chỗ cũng là chứng đắc như ta cũng thông hiểu như ta và cũng được là, là à, tự tại như ta cho nên là đồng xứ vô biệt cùng với ta ở một chỗ như nhau không có khác à, nhược vô tác thử tu nếu không có tu hành như vậy tác tức là làm đó mình không dịch chữ làm nữa mình dịch là chữ tu nếu không có tu hành như vậy thì sao thế pháp xuất gia thế là cạo cạo tóc xuất gia ư đạo hà ích, thì đối với đạo ít lợi gì ư là đối đối với đạo là đạo pháp đối với đạo pháp hà ích, ít lợi gì vậy đó là câu số 6, câu này được chưa qua câu 7 ha yeah. công đức à, tu tự tính nội kiến à, công đức tu công đức mà tu à, công đức thì cái này công đức phải à xin lỗi như là vậy là cái cái này mình phải không phải không phải là là, là động từ cái này là bởi vì dịch theo nó trước công đức phải tự công nếu mà nói về cái công đức Bởi nãy là trên là có hỏi về công đức á, à, cho nên đây mình nghĩ là công đức á, thì phải sao tự tính là thấy được ở bên trong tức là thấy được bên trong của tư tính mình nếu mà mình muốn có công đức á, chứ không phải tất cả những cái việc của mình á, mình làm mà thiện lành á, gọi là phước thôi còn đổ nói công đức á, là phải sao là là phải tự mình à, hay là và phải phải thấy được cái bên trong của tự tính mình hay là phải tự tính mình thấy được bên thấy được à, nên giờ mình nên mình dịch cái tự tính nội là mình dịch sau cũng được ha công đức thì phải thấy được cái bên trong của tự tính tức là thấy cái nội tâm mình đó, gọi là nội chiếu đó bất thị bố thí cũng dường chi sở cầu giả chẳng phải ha bất thị là chẳng phải là chẳng phải là gì là cái chỗ tìm cầu của cái 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 pháp cúng dường bố thí À, cho nên cái pháp bố thí cũng dường là được Phước rồi mà Phước thì nó có cái tướng cho nên là nó 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 nó, nó tồn tại một thời gian khi mình xài nó hết à, cho nên cái này chưa có rốt ráo mà mình phải có cái công đức tức mình thấy cái nội tâm mình gạn lọc hết bao nhiêu cái cấu quế Việc đại trong tâm mình thì cái này mới gọi là công đức à, là tổ nói như vậy à thị vi đây là thị dĩ này là riêng từ phải không do vậy à, Phước đức giữ công đức hai cái này là là hai cái vế đứng giữa chữ dữ là liên từ phước đức và công đức khác nhau à, biệt là khác nhau vô võ đế bất thức chân lý vua võ đế tức là vua lương võ đế đó không có hiểu về chân lý phi ngã tổ sư hữu quá chẳng phải là tổ sư ta à, từ từ ngày nói đó từ ngày xưng mình đó à, chẳng phải là tổ sư ta có lỗi có lỗi hữu quá quá này là lỗi lầm à, chẳng phải cái à, tổ sư ta có lỗi thứ sử phụ vấn viết ngài thứ sử lại lại hỏi đệ tử thường tiến tăng tục niệm a di đà phật nguyện sanh tây phương à, để tử thường thấy à, các chữ tăng và hàng tử sĩ à, tăng tục đó, là chư tăng và hàng cư sĩ niệm phật a di đà à, để mong mình được sanh về phương tây thỉnh hòa thượng nói à, thỉnh hòa thượng nói nói cho con nghe được nghe đó là đắc sanh bỉ phủ à, có được xanh về cõi đó không à, cái cái vị mà quan thứ sử này hỏi à, à, tổ như vậy à, nguyện vi phá nghi mong nghĩa à, nguyện là mong mong ngài phá trừ cái sự cái sự nghi ngờ cho con chữ vi này cũng là giới từ à, phá là động từ nghi là, là cái tân ngữ phá trừ cái nghi ngờ cái sự nghi ngờ cho con sư ngô tổ mới nói À, này sứ quân à, hãy hãy lắng nghe hãy khéo lắng nghe đó trực tiện là khéo à, thính là là nghe hãy khéo lắng nghe à, khả, huệ năng giữ thuyết à, tức là chữ giữ này cũng là giới từ phải không huệ năng sẽ nói cho chữ giữ này mình hiểu nó giống như là là là, là, là chữ vi vậy đó huệ năng này huệ năng sẽ nói cho 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 người nghe à, thế tôn tại xá Vệ thành trung thuyết À, tây phương dẫn hóa kinh văn phân minh thứ thử bất viễn à, đức thế tôn ở trong thành à, trong cái cái thành xá vệ à, nói à, phương nói rõ ràng là phương tây rồi dẫn dụ dẫn hóa tức là dẫn dụ à, kinh văn rất rõ ràng cách đây không có xa cái tức là cái cõi mà phương tây đó là cách đây không có xa tức là cái 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 phương tây đó là nó nó có nhưng mà cái cõi đó cách đây không có xa <laughs> Tức là muốn tìm cái cõi cái cõi tịnh thì nó ngay đây nè về cái lý đó về cái sự pháp đốn đó, chứ không có đâu không có đâu xa chăng á đức phật nói rất rõ về cái lý đó mình nhớ là cái này là pháp đố đốn tức là về cái 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 lý chứ không có phải về cái sự cái sự thì là có một cái cõi nào đó ở cách đây bao nhiêu dặm đồ giống trong kinh văn nói à, nhưng mà về cái lý đó thì đức phật cũng nói là nãy giờ mình nghe đó nếu tâm tịnh thì phật độ tịnh tức là tâm mình tịnh thì ngay cái nơi đây là cái cõi cõi tịnh độ à, thì đó là câu số 7 câu này được chưa? dạ thưa sư dịch lại câu này sơ, sơ. ở Công trong cái bản dịch nó à, đúng rồi tại vì cái bữa đó, đó là cô gấp mà bận rộn trong mùa hạ nó đủ việc hết trơn cho nên là không có thời gian để mà, mà dịch lại cho trong cái bản này nên các vị nghe nếu mà mình thấy nó rổ, ở trong cái bản dịch nó không mình chỉ cần dịch sát thôi ha dịch sát theo cái văn bản nè công đức tu nhớ là chữ tu này là trợ động từ bỏ cái cái dấu ngang đi công đức thì phải công đức này chủ ngữ công đức phải là thấy được động từ ha thấy được cái gì ở bên trong cái tự tính mình đó nếu mà các vị nào mà sau khi mình nghe thấy nó khác cái kia mình thấy cái này dễ đó thì mình nghe là mình ghi lại hay là mình ghi lại ngay bây giờ mình theo nè trước tiên là dịch công đức trước công đức phải thấy được cái bên trong nội là bên trong tự tính à, thấy được cái cái tự tính của mình hay là thấy được bên trong tự tính cũng được bất thị bố thí cuốn dường chi sở cầu giả chẳng phải à, là do cái cái sự tìm cầu ở chỗ Cúng dường và bố thí hay là bố thí và cúng dường. À, dịch sát như vậy đó. Bố thí, cúng dường, chi sở cầu. Đây là một tự tổ thôi. À, làm cái thành phần phán đoán. Chẳng phải là do cái chỗ tìm được hay là cái sở cầu của à, cái pháp bố thí, cúng dường. Thị dĩ, à, do vậy, phước đức và công đức khác nhau. À, hai cái này là danh từ. Đứng giữa chữ giữ là liên từ. Do vậy, phước đức và công đức, chủ ngữ, phải không? Biệt là khác nhau. Võ đế bất thức chân lý Vua võ đế không có hiểu à, chân lý Thức làm hiểu ha Không có hiểu chân lý Phi ngã tổ sư hữu quá Chẳng phải tổ sư ta Tự tổ nói tổ sư mình á Chẳng phải tổ sư ta có lỗi Hữu quá, quá là lỗi ha Thứ sử hụ vấn viết quan thứ sử lại hỏi Đệ tử thường kiến tăng tục niệm A-di-đà-phật mong sanh tây vương đệ tử thường thấy à, chư tăng và đệ và cư sĩ à, tục là hàng cư sĩ đó niệm phật di đà a di đà để mong chữ nguyện là mong sanh về cái phương tây thỉnh hòa thượng nói xin hòa thượng nói đắc sanh bỉ phủ có được ở chữ đắc này là trợ đồng từ thôi à, hoặc là dịch là được hoặc là dịch là có thể có thể sanh về cõi đó không hay là có được sanh về cõi đó không đều được hết. À. Nguyện vi phá nghi mong, à, chữ nguyện là mong, mong ngài. Chủ ngữ là tổ, phải không? Mong ngài phá cái nghi ngờ à, cho con, hay là cho tôi đều được. À. Sư ngôn, à, tổ sư, tổ sư mới nói hay đại sư nói, à, sứ quân, giống như mình nói nè, này à, thanh bình, thì, thì này sứ quân, hãy khéo, à, chữ thiện là khéo. Mình nghe nó thiện xạ là khéo bắn giỏi bắn đây à, là vậy thì thiện tính cũng vậy hãy khéo lắng nghe tức là hãy là lắng kiên chú lắng nghe đó huệ năng sẽ nói huệ năng là tổ xưng à, là tên huệ năng thuyết bắt đầu dịch chữ thuyết huệ năng sẽ nói cho ông nghe à, hay là cho ngươi nghe à, chữ giữ mình dịch giống như chữ vi vậy đó đây là giới từ làm cái gì cho ai thế tôn tại xá vệ quốc à, xá vệ thành chung đức thế tôn À, ở trong thành xá vệ, à, rồi thuyết tây phương dẫn hóa kinh văn phân minh nói cái phương tây, rồi dẫn dụ à, à, kinh văn phân minh là rõ ràng phân là phân là phân biệt, rồi minh là rõ ràng cho nên phân minh là rõ ràng nó kinh văn rõ ràng khứ thử tức là cái cõi đó đó, khứ này là lúc này là không phải đi, khứ này là cách cách đây bất viễn không xa được chưa? Nếu không thì để cô dịch được lại được cái đoạn này. Đó. Ha? Ha? Được chưa? Được rồi. Được rồi. Ừ, nếu không thì ai được, được giỏi thì viết lại viết cái đoạn này lại rồi, rồi, để lên đưa lên trên nhóm dùm cho các, các vị dùm. Ha? Tại cái mùa hạ nó hơi bị cao. Câu, công việc cái nhiều quá. rồi câu số 8. Nhớ phải học hoài, học tịnh danh kinh, à, kinh tịnh danh, tại vì kinh Duy Ma Cực, á, nó còn có cái tên khác là kinh tịnh danh, à, cho nên này là kinh tịnh danh, tức là kinh Duy Ma Cực, á. vâng là nói, kinh tịnh danh nói, trực tâm thị đạo tràng, à, trực tức là ngay thẳng đó, cái tâm ngay thẳng là đạo tràng, nhưng ở đây mình dịch theo cái âm ăn Việt luôn, khỏi cần dịch ra, à, dịch ra tại vì ở đây mình không có giảng, à, mình chỉ dịch là trực, trực tâm là đạo tràng, rồi trực tâm là tịnh độ, à như vậy cho nó dễ còn khi người ta giảng người ta sẽ dễ trực tâm là gì à, thì còn bây giờ mình chỉ cần trực tâm mà trực để hiểu cho rõ đó trực là ngay thẳng thôi cái tâm ngay thẳng không có quanh co thế này thế kia thì nó gọi là trực tâm mạc tâm hành à, khúc à, chớ chữ mạc này lúc này nó là là hình dung là phó, phó từ chớ có cái tâm là thực hành quanh co à, tức là chớ cái có cái tâm mình đó là thực hành cái sự uh, thiểm cúc tức là quanh co à, tâm thế này tâm thế kia gọi là thiểm cúc à, khẩu đảng à, thuyết trực cái miệng chỉ cần nói trực à, chỉ nói trực không phải chỉ chứ không có chỉ cần miệng chỉ nói trực à, nhưng mà khẩu thuyết nhất rồi à, rồi kế nữa là khẩu thuyết nhất hạnh tam muội rồi miệng nói nhất hạnh tam muội bất hành trực tâm rồi À, nhưng mà không có thực hành cái trực tâm tức là cái tâm ngay thẳng đó rồi đảng hành trực tâm à, ư nhất thiết pháp vật à, hữu trước à, chấp trước à, chỉ thực hành à, cái tâm trực tâm tức là tâm ngay thẳng thì đối với tất cả pháp nhất thiết pháp là tất cả pháp ư là đối với đối với tất cả pháp vật là chớ phó từ phủ định à, chớ có cái sự chấp trước nghĩa là trực tâm cũng có nghĩa là mình hiểu nông na là như vậy tức là đối với tất cả pháp đó, mình không có chấp trước à, mê nhân trước pháp tướng rồi chấp nhất hạnh tâm muội cái người mê đó thì chấp vào cái cái pháp cái tướng à, à, rồi chấp vào cái mình nói mình thực hành cái này là cái hạnh tâm nhất hạnh tâm muội nè à, thì trực ngôn à, cứ chỉ trực này không phải chỉ trực ở trên chỉ trực này là phó từ có nghĩa là cứ à, hay là mãi là cứ cứ nói thường tọa bất động cứ thường, thường nói là thường ngồi bất động đó là mình ngồi chơi uh, trơ, trơ vậy đó thì là vọng bất khởi mà vọng không có khởi tâm tức thị nhất hạnh Tam Muội à, tâm tâm đó đó chính là như hạnh Tam Muội tác thử giả giả Nếu cái người mà hiểu như vậy á tức đồng vô tình à, thì giống như cái loại vô tình bởi vì tổ à, cái những những cái vị mà giảng sư giảng đó vô tình có nghĩa là giống như đá vậy đó nếu mà đá nó cũng chơi trơ hay là con cốc nó cũng ngồi suốt ngày thì như vậy thì nó cũng là, là 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 trực tâm hay sao ý như các vị khai khai thị chúng ta hiểu đó tức là không phải là mình ngồi bất động nhưng mà cái tâm mình hằng xuyên thường xuyên là không có chấp trước đối với khi mình tiếp cận với mọi vạn pháp á, mình không có sự chấp trước thì đó, đó mới gọi là là cái tâm bất động hay gọi đó mới là trực tâm À, thì để cho chúng ta hiểu rõ để mình dễ nhớ dễ học ha thường tọa bất động vọng bất khởi nếu mà thường ngồi bất động rồi cái vọng không có khởi rồi tâm tức thì như hành tam muội cho rằng tâm đó chính là như hành tam muội thì cái người mà hiểu như vậy tác thử giải giả cái người mà hiểu như vậy tức là đồng với cái loài vô tình như vậy mình giống như cái là đá đá vậy đá nó cũng chơi chơi hay là những con cốc à, nó cũng ngồi suốt ngày hay con này con kia nằm bất động vậy thì nó là vậy nó là trực tâm sao à, cước thị chướng đạo nhân duyên à, như hiểu mà được như vậy á không những là là nó giống với cái loài vô tình còn lại là cái gì ngăn chỉ chướng là ngăn à, là cái nhân duyên ngăn đạo à, thị là, là, là động từ cái này có phán đoán cho nên chữ đây là chướng đạo nhân duyên là một cái một cái từ tổ định chung nên dịch nhân duyên trước đó chính là cái nhân duyên à, chướng à, cái, cái cái con đường mà tu đạo của mình hay làm đến ăn viên chứng đạo cũng được, à, Thì đó là câu số 8. dịch lại câu này ha. Kinh tịnh danh nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ, à, chớ chớ có à, à, cái tâm mà hành à, quanh co, à, xỉm khúc tức là quanh co, chỉ nói à, ch, à, tâm miệng chỉ nói trực, rồi miệng chỉ nói như hạnh tam muội. À, Bất hành trực tâm. Nhưng mà không có thực hành cái trực tâm. À, trực tâm đó là chính là. Ở dưới này có thể nói hay là trên mình hiểu là. À, không có cái cái sự ngay thẳng. À, hay là cái tâm là chấp trước mọi thứ đó. Cho nên sau này tổ mới phá ra nữa là. À, không có hành trực tâm. Rồi. Ha, đảng hành trực tâm. Chỉ có hành trực tâm. À, là như thế nào. Tức là ư nhất thiết pháp. Đối với tất cả pháp. Vật à, hữu chấp trước. Chứ có cái sự chấp trước cái đó mới gọi là hành trực tâm à, còn nếu mà mê nhân trước pháp tướng còn người mê đó chấp vào cái 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 cái, cái tướng của các pháp á rồi chấp vào cái hạnh của tâm nhất hạnh tâm muội trực ngôn rồi cứ nói à, nhớ chữ trực này không phải giống trên là chữ trực ở trên trực này là cứ khóa từ ha cứ nói thường tọa bất động thường ngồi bất động vọng bất khởi vọng không bất khởi à, tâm tức thị nhất hạnh tam muội tâm đó chính là nhất hạnh tam muội tác thử thử giải giả cái người mà hiểu như vậy tức đồng vô tình thì giống như cái người cái loài vô tình vậy đó à, khước thị chướng đạo nhân duyên à, trái lại chữ khước là trái lại à, chính là cái nhân duyên chướng đạo hay là chính là cái nhân duyên ngăn trở cái con đường tu đạo à, đó là cái câu số số 8 câu số 9 hà danh tọa thiền bây giờ nói tới phá tới cái pháp tọa, tọa, pháp tọa thiền à, sao gọi là tọa thiền thử pháp môn chung trong cái pháp môn này vô chướng vô ngại không có chướng không có ngại dịch vậy cũng được ha không cần dịch ra rõ ra Chướng cũng là ngăn ngăn che ngại cũng là ngăn ngại hai cái này cũng thật ra nó cũng gần gần với nhau thôi à, nói cho nó rõ thêm ha Và nói lại ha hà danh tọa thiền thử pháp môn chung vô chướng vô ngại à, sao gọi là tọa thiền à, trong đây là một cái tự tổ định chung thử pháp môn chung tức là một tự tổ định chung trong các cái pháp môn này à, không có chướng không có ngại à, ngoại thế nào là không chướng không ngại rồi tội giải thích nữa chứ không phải tự nói tới đó thôi ngoại ư nhất thiết thiện ác cảnh giới tức là bên ngoài đối với tất cả cái cảnh giới À, thiện ác à, tâm niệm bất khởi tâm không có khởi à, cái tâm niệm xin lỗi tâm niệm của mình không có khởi không có sanh khởi thế này thì kia mình thấy cảnh giới ác thì mình nói này lắm cái thiện mình nói kia đó là gọi là bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm không có khởi danh vi tọa đó gọi là tọa à, rồi nội kiến tự tính bất động bên trong nãy là bên ngoài bây giờ bên trong thấy rõ cái tự tính của mình không có động cái tự tính mình bất kỳ bị cái chuyện gì được mất hơn thua mình cũng không có bị dao động cái đó gọi là nội kiến tự tính bất động Mà thì à, danh vi tư thiền đó mới gọi là thiền nó hai cái chữ tọa và thiền tổ tách ra để giải, giải thích cho chúng ta tức là bên ngoài và bên, bên trong như thế nào gọi là tọa thiền hà danh thiền định bây giờ giải thích tới thiền định bởi vì mục đích mình ngồi tọa thiền để mình được định phải không cho nên gọi là thiền định sao gọi là thiền định ngoại ly tướng vi thiền bên ngoài mà mình lìa li, xa các tướng nghĩa là các cái, cái, cái tướng này tướng kia đó ngoại duyên bên ngoài đó gọi là lìa xa các tướng gọi là thiền nội vào bên trong bất loạn vi định bên trong mà không có loạn hàng giờ hàng phút bất kỳ cái chuyện gì đến đúng sai được mất hơn tua à, hay là bị 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 bị, bị th được, thuận lợi hay là không thuận lợi thì mình cũng là tự nhiên như nhiên à, thì bên trong không có loạn đó gọi là định ngoại nhược trước tướng bên ngoài nếu mà mình à, ngoại là bên ngoài nhược là lương từ nếu mà chấp trước và cái tướng rồi bên trong nội ha, tâm à, tức loạn thì bên trong tâm mình đang loạn ha. À, rồi ngoại nhược ly tướng bên ngoài nếu mà mình lìa các tướng à, thì bên trong tâm tức không có loạn tâm mình đó là bên trong không có loạn bổn tính tự tịnh tự định cái tính của mình á bổn tính tức là tính của mình giống như mình hay là bổn tự đó chùa của mình à, bổn tính là tính của mình tự nó tịnh tự nó định à, nhưng mà tại do cái hoàng cái cái, cái cái những cái pháp bên ngoài những cái ngoại duyên bên ngoài đó làm cho chúng ta là mình chưa có thuần cho nên mình cứ bị nó dẫn dắt lôi cuốn cho nên cuối cùng không tịnh không định cho nên là tổ mới nói rằng là bổn tính của mình á, hay là cái tính của mình á, vốn tự tịnh tự định à, nhưng mà khi mình bị các duyên bên ngoài nó, nó nó hấp dẫn nó lôi cuốn nó cám dỗ là mình bị bị chi phối bị dao động cho nên không tịnh không định chỉ vì kiến cảnh kiến cảnh ha chỉ là thấy cảnh rồi nghĩ cảnh tức là loạn hệ mình thấy cái vật gì à, thế là gọi là cảnh đó. rồi mình suy nghĩ về cái cảnh đó tốt xấu hơn thua được mất vân vân à, thì cái đó gọi là tư cảnh tức Đức loạn hãy mình nghĩ về cái cảnh đó hãy thấy cảnh mà mình nghĩ về cảnh đó tức loạn nhược kiến chư cảnh à, nếu mình thấy các cảnh tâm bất loạn à, tâm không có loạn thì đó chính là chân định đó thật sự là định à. đó là câu số 9 hết phần 2 phần 2 à, bằng 1 Điều qua phần phần 2 phần 3 phần 2 ha phần 2 là À, nhớ là cái này là cho chữ hán yêu cầu mình phiên âm này phải phiên âm và cũng vậy nếu mà cái chỗ nằm phiên được mà không có không có thuộc thì để, để trống đừng có gạch tới gạch lui và điền cái chữ viết chữ hán vô chỗ đó thì cũng không được điểm mà nó mất thời gian và dơ cái bài nữa nhìn nó không có đẹp cái bài à, cái này là phiên âm và dịch nghĩa à, cho chữ hán phiên âm dịch nghĩa cho nên mình cứ nhà hàng ngày nhìn cái cái chữ hán này đọc tới đọc vui hoài và dịch hoài vậy đó thì tới ngày ti là nhẹ nhàng thôi ngô cặp vương bổn thị thân thủ ta và nhà vua vốn là bạn bạn thân à ta và nhà vua vốn là bạn thân nhất một câu nãi tích tại thế câu vi phạm chí à, cộng thọ bác trai các cầu sở nguyện đời trước á, tích tức là qua trong quá khứ thời xưa tại thế chứ ở cái đời trước đó, à, ta và nhà vua đều là cái thuộc cái dòng phạm chí à, cùng nhau thọ trì bác quan trai cái cộng hồi nãy không có chứ không có bộ nhân cộng này là cùng nhau à, thọ trì phá, à, bác quan trai à, các cầu sở nguyện mỗi người chữ các là mỗi người à, mong cầu à, cầu là mong cầu một cái, cái 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 sở nguyện cũng được hay là một cái điều mong muốn gì đó à, mong mỗi người mong cầu một cái cái nguyện vọng cũng được à rồi nhữ à, giới hoàng cụ à cái giới của nhà vua đó người nhữ đây là chỉ cho nhà vua à cái giới của nhà vua thì là giữ trọn vẹn hoàng tức là hoàn toàn cụ là đầy đủ cho nên mình nhìn cái từ trọn vẹn cũng được giới của nhà vua thì giữ đầy đủ hay là trọn vẹn cho nên được làm à Chữ đắc là trợ động từ chọn chữ vi là làm cho nên là được làm vua của loài người nhân vương là vua của loài người ngô giới bất toàn sanh ư long trung còn giới của ta lúc nạn rồng đó, nó nó nói với cái quyền vị mà mà làm vườn đó đang đứng khóc đó à, còn giới của ta thì không có bất toàn tức là không hoàn toàn hay là không trọn vẹn à, cho nên xanh vào loài rồng kim dục phụng trì À, pháp à, trai pháp nay ta muốn con rồng nó nói là nay ta muốn này con rồng nó hóa thành con người và nó nói với cái vị gì này cái này nay ta muốn à, phụng trì tu tập cái pháp đó con trai à, cầu xả thử thân để là mong cầu xả bỏ cái thân này nó đang là cái thân rồng đó cho nên nó muốn bỏ thoát được cái thân rồng thì nó phải thọ trì pháp đó con trai do cái giới pháp thọ trì pháp con trai không có bị phá giới cho nên nó mới là 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 không có không có được uh, giống như cái sở nguyện của mình là được sanh về cõi trời mà bị làm lại rồng à cho nên bây giờ mong muốn là tìm được cái pháp bóc con trai thời bây giờ không có pháp bóc con trai cho nên chúng ta thấy khi mà mình uh, mình đi giảng pháp hay mình nói chuyện với phật tử thì giờ mình muốn khuyến khích người ta tu hành đó mình nói cái điều này cho người ta thấy rõ rằng cái cái tầm khi mà không có Phật pháp thì cái pháp bắt con trai nó quan trọng như thế nào nó quý báu như thế nào à, thì nhờ cái pháp con trai mà thoát được cái thân đồng mà nhờ Bác con trai tu hành rốt ráo được sanh lên cõi trời à, để cho nên là à, câu kế là nguyện sắp bác à, trai à, bác quan trai pháp à, mong chữ à, sách là tìm mong tìm được cái pháp bác quan trai à, ở đây hai cái này mình có thể gom lại một cái tại vì chữ dĩ là để lại, à, rồi á nơi ta cho nên cái này mình chỉ dịch một cái câu phía sau là Nhược kỳ à, tương với vi vi là trái nếu mà à, mà ông mà trái với cái 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 điều mong muốn của ta đó bởi vì đem cái cây đưa cho, đưa cho ông vua và bảo cái người người làm vườn đó là đi thưa với nhà vua như vậy đó phải là tìm cho ta được cái bác bóc con trai nếu mà không tìm được á ý nghĩa là nếu như mà ông ta trái cái lời à, trái lời trái ý của ta đó Ngô Phúc ông à, Ngô Phúc uh, Phúc uh, Nhữ quốc ta sẽ lật uh, chữ Phúc này là úp lại cho nên cái này là hay là che lại cái này mà, vì cái nước đó cho nên là ta sẽ lật uh, cái nước của ông ta uh, nước của ông ta À, thành dụng tác tức là thành cái biển lớn làm cho ba đào nó sống dậy nó nổi lên đó gọi là lật cái nước của ông ta thành thành biển lớn thì đó là câu số 1 dịch lại một lần nữa ha ta ngô cặp vương ta ta và nhà vua thị à, thân à, bản thân à, tích tại thế thậm chí trước đó, đều là nhớ chữ câu là có cái bộ như đều là nói đọc là phó từ đều dòng phạm chí à, cùng bác quan trai mỗi người à, mong muốn một cái sở nguyện à, lúc mà mà phát nguyện là tôi muốn được làm vua nếu mà cái pháp quan trai này thật cành mà có phước báo thì tôi mong là tôi được làm vua còn người kia thì muốn là được thanh về cõi trời cho nên là các cầu sở nguyện mỗi người mong muốn một cái sở nguyện hay là mong muốn một cái nguyện vọng để giới hoặc đắc vi nhân à, giới của ông đó thì là thì được làm của loài người với bất sanh ư long chung cô ta thì không có trọn vẹn cho nên sanh vào là rồng kim dục phụng tu à, trai giật trai pháp nay ta muốn phụng trì và tu hành cái pháp đó con trai À, à, cầu xả thử thân để mong cầu xả bỏ cái thân này à, thế mình thích dịch cái từng chữ từng chữ xác cho thôi không cần là không cần là là đều có cái là mình phải muốn, muốn biết, biết nó mình phải coi mỗi cái từ mình không hiểu á mình phải coi mỗi lần mình vậy mình tra là mình sẽ nhớ cái chữ này là cái nghĩa gì thì khi mình dịch rất dễ nguyện sách bác quan trai pháp à, mong à, mong ông là tìm cho ta cái pháp bác quan trai à, nếu mà nhược kỳ nhớ cái từ này khỏi khỏi cần dịch cái từ này bởi cái từ này nó cũng bổ sung từ này thôi cho mình dịch cái từ sau nếu mà ông mà trái ngược lại tức là ông là tức là chỉ do nhà vua đó ông ông nhà vua đó mà trái là cái lời của ta đó thì là ngô phúc ngã nhữ quốc dụng tác đại hải ta sẽ lập cái nước của ông ta thành biển lớn đó là câu số số 1 câu số 2, thị thời quốc trung hữu đại trưởng trưởng giả à, lúc bây giờ à, thị thời đây là một cái từ tổ à, chữ thời là lúc thị là lúc ấy đại từ à, lúc bây giờ à, trong nước có một cái trong nước đó, tức là ở đây là trong thành theo trong văn bản đó, tức là trong cái thành à, trong nước xác vệ đó à, thì mình dịch trong nước cũng được trong nước có một cái vị đại trưởng giả à sinh ra một đứa bé trai à. diện diện thủ đoan chánh diện thủ tức là mặt bầu thì mình không dịch được bầu nghĩa nó nghĩa nó thô cho nên mình dịch là tướng mạo à, tướng mạo đoan chánh à, đoan chánh dịch đoan chánh cũng được khỏi cần dịch ra ký sanh sổ nhật sanh được mấy ngày ký này đã à, nhưng mà mình không cần dịch sát thì nghe nó nó lụng bụng cái câu cho nên là sanh được mấy ngày năng ngôn ngữ à, thì biết nói chuyện à, nếu mà dịch sát là lại có thể nói là thì biết nói chuyện kỳ phụ mẫu liền hỏi cha mẹ của nó bé đó kỳ này là thay thế cho đứa bé thế tôn tại phủ bắt này là chữ phủ nhưng mà có cái đó à, còn tại thế không đáp viết trả lời hay là đáp con à, à vấn viết hỏi tiếp giả à, Anang cái đẳng là vân vân cả đó liệt đây có hai tuần tất giai này cũng giống chữ giai cũng trên vậy đó là đều à, à, vi tại tôn giả sách anan tại thế không đáp ngôn ở trên là đáp viết bây giờ đây đáp ngôn à, chữ ngôn này đều là là là, trợ, là cha mẹ mới trợ, đều con hết. À, phụ mẫu, kiến tử, sanh năng, à, sanh tiện, năng ngôn. Cha mẹ con, ha, tử là con. Sanh ra liền biết nói chuyện. À, từng chữ từng chữ mình dịch sát vậy đó. Vị mới nghĩ rằng kỳ phi nhân cái đứa bé này, này Nó có hai cái hàm ý, một là phi nhân tức là chẳng phải là người, bởi vì quá dị tự nhiên mới sanh ra biết nói chuyện hay là cũng có thể hiểu rằng là kỳ phi nhân tức là cái người này đứa bé này đức là cũng là cái người phi thường á, à, nó có hai hàm ý, à, nhưng mà ở đây nó có là thâm quái sở dĩ, thật là kỳ lạ, à, cho nên đương nhiên cái chuyện này ta thấy là ta phải thắc mắc là nó không có nó không có bình thường à, tiện vãng vấn vấn phật à, vãng là đi, à, mới liền đi đến hỏi đức phật mình thấy hồi xưa là nó cái phước báo là cái chỗ đó đó là bởi có gì thắc mắc là đi đến hỏi phật À, Phật ngôn Phật mới trả lời. Thử nghi hữu phước đứa bé này có phước báo bất túc nghi à, nghi là động từ túc này là 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 à, không được nghi ngờ à, túc này cũng giống chữ đắc vậy đó không được nghi ngờ à, không có đáng nghi ngờ cũng được có cái lúc có chữ lên đáng và mình nên là ở đây mình dịch chỉ được mới rõ hơn không được nghi, chớ có nghi ngờ đừng có nghi ngờ cũng được à, đó là câu thứ hai. Câu này được chưa? <laughs> hả? Dịch Bài lại hả? Lại. Thì, thị thời à, tức là lúc bây giờ quốc trung, quốc trung hữu đại trưởng giả sanh nhất Nam Nhi trong nước có một vị đại trưởng giả sanh ra một đứa bé trai à, tướng mạo đoan chánh à, ký sanh sổ nhật À, sanh ra vài ngày à, phục ngôn phục năng ngôn ngữ liền biết nói chuyện à tức là dịch sát à, thêm nó nhưng mà nó chuyển theo cái ý của mình cho nếu mình nói lại có thể nói chuyện thì nó nghe nó cứng lắm cho nên là liền biết nói chuyện vấn kỳ vụ mẫu nó liền hỏi cha mẹ của nó thế tôn tại phủ thế tôn còn tại thế không đáp viết cha mẹ đáp còn à, cũng được ha phục cánh vấn viết nó lại hỏi nữa tôn giả thích phất a nan gia tất vi tôn giả xá lệ phất tôn giả a nan vân vân thấy à, không đáp ngôn tức là cha mẹ đáp à, tất còn à, nếu mà dịch cho tình cảm chúng là đều còn con ạ à. thêm chuyện đó còn nếu không thì đều còn con ạ à. cũng hay là đều còn cha mẹ nhìn thấy à, con một tử là nhìn thấy con, tức là sanh ra năng ngôn liền biết vị à, mà nhà hai cái vị rằng à, kỳ cái đứa bé này chỉ kỳ là thay thế cho đứa bé phi nhân chẳng tức là thật là kỳ lạ thâm quái sở dị cho mới nghi ngờ à, thấy quái lạ đó cho nên cảm thấy tiện vãng liền à là liền vãng là đi hỏi hay là đến hỏi liền đi đến hỏi phật, phật ngôn đức phật mới đáp thử nghi đứa bé này hữu phước có phước báo bất túc nghi à, à, không được nghi ngờ hay là chớ có nghi ngờ đó là câu số 2 con số 3 nhĩ à, nhĩ thời sơ dạ hữu nhị thiên đây là cái bối cảnh lúc trước cái lúc cái câu trên ha à, lúc bây giờ À, sơ dạ tức là mới mới vào sập tối đó à, mới sập, trời sập tối có hữu nhị thiên có hai vị trời nhớ là có hai vị trời lai nghệ ư, phật sở đi đến lai cũng đến nghệ cũng đến cho nên đi đến chỗ phật à đi đến chỗ phật chỗ sĩ sở này là là có nghĩa là nơi chốn à cho nên mình thường mình nghe nói là trụ sở hay là cơ sở tức là cái nơi cái nơi cho nên là đến đến chỗ phật thiên nhân thân quan chiếu diệu à, kỳ kỳ hoàng cái thân à, thân quan các ánh sáng trên thân của hai vị trời này thân thiên nhân thân quan ánh sáng trên thân của hai vị trời chiếu rực à, sáng rực cả cái vườn kỳ, cái rừng kỳ hoàng à, chiếu diệu tức là sáng rực mình thêm chữ cả vào cả cái rừng khắp cái rừng kỳ hoàng dai như kim sắc đều như là cái cái sắc vàng à, cái gì mà quý báu người ta hay chỉ cho cái cái màu vàng giống như cái sắc vàng lấp lánh lấp lánh nó sáng là đều như cái sắc vàng phật tiện tùy nghi diễn sướng diệu pháp đức phật mới là tùy cái cái căn cơ ở đây tùy nghi mình dịch tùy nghi cũng được hay là tùy căn cơ để diễn nói à, diễn là diễn Sướng cũng là nọ là, là là cho nên là diễn nói cái giáo pháp dịu màu hay là diệu pháp cũng được không cần không cần à, dịch ra cũng được ha tâm cảnh khai ngộ thêm chữ là khiến cho tâm ý à, của 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 mọi người mà nghe pháp đó được khai ngộ à, khiến cho à, xin lỗi đây là khiến cho cái hai cái vị trời tâm ý của hai vị trời được khai ngộ bởi vì hai vị này đang bảnh lễ đức phật và thâm viếng đức Phật cho nên Đức Phật mới nói giáo pháp à, rồi mới khiến cho cái tâm ý của hai vị đó được khai ngộ câu đắc đạo tích tức là được chứng được cái đạo quả à, đạo tích tức là đạo quả à, câu là đều đắc là được đều chứng được đạo quả đầu diện lễ Phật sau đó hai vị mới là à, à, đầu mặt lễ Phật cũng được hay là cung kính lễ Phật cũng được bởi vì đầu là đầu sát cái đất diện cũng mặt cũng sát cái đất và đầu diện, à. rồi hoàng quy thiên thượng sau đó sau khi đánh lễ rồi mới trở về hoàng cũng trở về quy cũng trở về trở về à, cõi trời à, minh nhật thanh chiêu à, tức là thanh chiêu là sáng minh nhật là ngày hôm sau sáng sớm hôm sau a nan bạch phật a nan mới thưa với đức phật tác là tạ à, xin lỗi cái này là chữ 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 gì chữ tác hả không phải, phải của chữ gì đó tạc tạc tại vì quen đọc cái âm hán cái tiếng hoa nó không có chú ý cái tạc dạ nhị thiên tức là uh, hai vị trời hôm qua tức là, đây là tạc dạ tức là hôm qua tối hôm qua trạng uh, ngữ chỉ thời gian hai vị trời chủ ngữ tối hôm qua hai vị trời đến uh, chữ quạ uh, chữ chữ uh, Chữ tướng này là giống như là ý kiến vậy đó. À đến gặp cũng được làm ý kiến thì nghe nó giống như vua quá. Cho nên đến gặp à, Thế tôn à, rồi sau đó là uy tướng phưởng, phưởng là sáng, trước là tức là nói cái quý tướng trạng ở cái tướng mạo uy nghi sáng rực à chỉ chỉ cái 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 cái, cái 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 tướng trạng tốt đẹp đó à, Tướng trạng uy nghi sáng rực, chữ phưởng là sáng rực. Rồi À, tịnh quang hiển à, dịch hiển dịch đã cũng là sáng rực thôi còn cái chữ tịnh quang tức là ánh sáng trong lành chữ tịnh là trong à, sạch cho nên ánh sáng trong lành à, rồi rực rỡ hà chữ mình nghe chữ hiển gắt trong hiển gắt là cái, cái 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 tương lai của mình là vinh hiển hiển gắt đó tức là sáng rạng đó cho nên là mình nhớ cái từ mà mình thường xài trong nhà là tịnh là sạch ha. cho nên là ánh sáng trong lành rồi chữ hiển hiển dịch tức là à, sáng rực à, cho nên là cánh sáng trong lành rực sáng à, rồi à, tích chủng hà đức không biết là những cái vị này nè thổi xưa à, cho nên là thổi xưa nên hai mình có thể thêm là hai vị này thổi xưa đã gieo trồng cái, cái công đức gì đó thêm chủ ngữ vào chứ nên tự nhiên mình dịch là xưa trồng công đức gì nghe nó 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 thiếu rồi hoạch tư Diệu quả hoặc là được mà đạt được À, cái quả báo à, Dịu diệu là vi diệu hay làm dịch là tốt đẹp giống như trong bài cũng được tức là đạt được cái quả báo tốt đẹp như thế này chữ tư này là đại từ giống như chữ thử vậy đó à, đại từ là thử là đây là này à, đạt được cái quả báo tốt đẹp như thế này hay là đạt được quả báo vi diệu như thế này cũng được đó là câu số 3 dịch lại lần nữa ha lúc bây giờ à, trời vừa chập tối có hai vị trời đi đến chỗ đức phật À, trên thân ánh, ánh sáng trên thân thiên nhân thân quang tức là ánh sáng trên thân của hai vị trời à, sáng rực khắp cái rừng kỳ hoàng à, dai như kim sắc giống đều như là cái sắc vàng à, phật tiện tùy nghi diễn sướng diệu pháp đức phật mới tùy cái căn cơ tùy nghi tức là tùy căn cơ đó để mà nói những cái giáo pháp hay là diễn nói những cái giáo pháp vi diệu À, khiến cho tâm ý khai ngộ, hình chữ khiến cho vào, khiến cho tâm ý khai ngộ, tâm ý tức là tâm ý của hai cái vị trời này đó. à, câu đắc đạo tích tức là đều chứng được đạo quả, đầu mặt sau đó hai vị mới đầu mặt lễ phật mới là là à, đầu mặt lễ phật hay là cung kính lễ phật cũng được, à, hoàng quy thiên thượng sau đó trở về cõi trời minh nhật thanh chiêu tức là sáng hôm sau à, a nan bạch phật a nan thưa với đức phật hay a nan bạch phật cũng được à, tạc dạ nhị thiên tất cả hai vị trời tối hôm qua hai vị trời à, lai cẩn thế tôn đi đến chỗ đức phật đến đến gặp đức phật à, uy tướng phưởng trước tức là cái tướng mạo oai Nghi, oai nghiêm à, sáng rực à. rồi tịnh quang hiển dịch tức là cái ánh sáng trong lành rực sáng à, mình cứ dùng cái từ nghĩa là mình nghe cái sáng mình biết có cái từ nào nó nó hay về cánh sáng mình diễn tả cũng được tích chủng hà đức à, hai vị thổi xưa đã trồng cái công đức gì hoạch tư diệu quả mà đạt được cái quả báo tốt đẹp này hay là đạt được cái quả báo vi diệu này đều được à, đó con số 3 và con số 4 là thử quốc hữu ngũ bách à, cổ khách nhập hải thái bảo À, nước này có 500 vị thương nhân cổ khách là thương nhân à, có 500 vị lấy buôn hay là thương nhân đều được đi ra biển mặc dầu chữ nhập nhưng mình dịch là đi ra bởi vì biển mình nó có đi vào phải không đi ra biển để tìm châu báu thái là tìm bảo là châu báu tìm châu báu tự cung nghị ngôn họ tự mình bàn luận nghĩ là thương lượng đó bàn nó khỏi nghĩ đó bàn lượng à, bà, bàn thương lượng với nhau cung nghị tức là thương lượng với nhau còn chữ ngôn là rằng thôi đương cầu minh nhân dụng tác đạo sư à, cái vị mà thành thầy đó là chữ đạo này ha có bổ thốn thêm à, chúng ta phải tìm một cái vị một cái 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 người có trí tuệ à, hay là cái người có người có tài năng cũng được theo ứng theo cái 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 cái, cái thế gian thì người có tài năng để làm người hướng dẫn hay là cái cái vị lãnh cái vị hướng dẫn ha rồi kế đó là thỉnh tiện thỉnh nhất ngủ với u bà tắc họ mới liền mời được một cái vị u bà tắc đã thọ trì nam giới cộng nhập đại hải cùng và họ đi ra ra biển ký đáo hải chung khi mà đến giữa biển hải Trung tức là giữa biển À, thì là hải thần à, thần biển biến thân hình à, biến thân tức là biến thân hình tác nhất dạ xoa thành một con vị một cái vị một con quỷ dạ xoa hình thể à, thân hình xấu ác à, xấu xí cũng được à, kỳ sắc thanh thanh hắc à, cái sắc cái diện của nó đó là xanh đen vừa đen mà nó mà xanh lè á à, khẩu xuất trường trưởng à, dài là trường 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 nha tức là cái miệng á nó đưa ra à, mình ta dịch cho nên ta dịch ra là cái răng chìa ra một cái răng dài à, thì mình dịch sát cũng được cái miệng trong miệng chìa ra một cái răng dài à rồi trên đầu thổ đầu thượng tức là trên đầu lửa cháy rực à, hỏa nhiên chỉ nhiên nè nhưng mà nó thêm bộ hỏa là cháy còn nếu chỉ nhiên không thì nó là liên từ là nhưng ở trên đầu lửa cháy rực Lai khiên à, nó mới đến à, kéo chữ khiên là kéo kỳ thuyền chiếc thuyền đó à, hay là chiếc thuyền của họ hay chiếc thuyền đó cũng được vấn cổ khách viết mới hỏi những cái người thương buôn thế gian khả úy hữu quá ngã giả vô à, trong đời trong thế gian á có ai hữu tức là mình thấy là hữu quá ngã giả nên những giả này tức là chi chi nhân trong thế gian này là có cái người nào mà đáng sợ à, mà vượt hơn ta à, hủ quá ngã giả tức là có cái người nào mà vượt hơn mà phía trước là đáng sợ cho nên là mình gom hai cái lại thành một tức là trong thế gian này có cái người nào đáng sợ hơn ta không à, chữ phủ này chữ vô này giống chữ phủ vậy đó là câu hỏi phủ định à. hiền giả tức là cái vị mà trưởng đoàn á, cái chị anh chị, 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 chị gì đây? đoàn trưởng đó à, à, của chiếc thuyền đó à, mấy vị hiền giả cái vị trưởng đoàn mới đáp tiện hữu khả quý à, cự à, cự là là nãy cha cái đề gì quên rồi à, à, cánh hữu khả quý à, cự nhữ sổ bội à, trong thế gian còn có cái người á mặc dù ở đây không có cái 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 cái, cái, cái chữ giả nhưng mà mình nắm được cái ứ trên cho mình đã luôn mình nắm luôn cho nên là, à, còn trong thế gian này còn có cái người những cái người đáng sợ hơn ông gấp bội nè sổ bội tức là gấp bội à, à, à chữ cự, cự này là dữ dội tức là chỉ cho nhiều đó trong thế gian này còn có người đáng sợ hơn, hơn ông gấp gấp bội hay là rất nhiều cũng được mình dịch một chữ thôi có người đáng sợ hơn ông rất nhiều còn có người đáng sợ hơn ông rất nhiều thì đó là Đâu số 4 dịch lại lần nữa ha. Thử quốc hữu ngũ bách cổ khách nhập hải thái bảo nước này có 500 vị thương buôn đi ra biển à, tìm cháu báu rồi tự thương họ thương lượng với nhau à, tự họ thương lượng với nhau là nên tìm một cái người à, thuyền trưởng cũng được à, thuyền trưởng à, rồi sau đó à, tiện thỉnh nhất ngũ giới u bà tắc à, họ liền thỉnh hay là mời mời được một cái vị u bà tắc, u bà tắc chỉ ra cái người thường bình thường, à, tại vì trong cái kinh điển cho nên ta dùng u bà tắc. Mời được một cái vị u bà tắc à, đã thọ ngũ giới, à, cùng đi ra biển với họ, à, cũng à, cộng nhập đại hải tức là cùng ra biển với họ, ký đáo hải chung. Khi đến giữa biển, à, khi đến giữa biển mình thêm chữ khi, tại vì cái tình tình huống này mình phải thêm chữ khi thôi cái lúc mà ra đến giữa biển á thì hải thần biến thân tác nhất dạ xoa cái cái thần biển mới biến thân hình mình thành một con quỷ dạ xoa hình thể à, xú ác tức là hình thể xấu ác hay là xấu xí cũng được kỳ sắc thanh hay átanh à, nát à, cái cái sắc diện là xanh xanh đen à cái, cái 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 tướng cái hình thể của họ của con con dạ xoa nó 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 xấu mà Cho nên nó xanh mà nó đen à, đen mà nó xanh ha rồi khẩu xuất nha à, trường trường nha tức là miệng chìa ra một cái răng dài rồi thật, đầu thượng hỏa nhiên trên đầu lửa cháy rực à, lai khiêng kỳ thuyền mới đến lai là đến thuyền khiên là kéo mới đến kéo hay là nắm cũng được nắm cái thuyền của họ vấn cổ khách viết mới hỏi những cái người thương buôn thế gian khả quý, quá ngã giả vô à, trong đời trong thế gian này có cái người nào đáng sợ hơn ta không ngã quá tức là hơn ta ngã là quá là vượt qua ngã là ta vượt qua ta không à, cho nên mình dịch hai cái mình gom lại trên thế gian này à, có cái người nào à, có cái người nào đáng sợ hơn ta không à, cái vị trưởng đoạn tr, 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 à, thuyền trưởng mới đáp cánh hữu khả quý, cự nhữ sổ bộ bội à, trong thế gian này còn có nhiều còn có người đáng sợ hơn ông nhiều đó là con số 4 con số 5 bất tri phật thị hà nhân không biết cái tôi đang nói cái thời mặt pháp đó à, không biết phật là người nào pháp là nghĩa gì tăng À, là cái cái gì tức là tên gì à, à, suy tàn thử trí à, thử suy tàn đến nỗi như vậy à, cái thời mà Phật pháp mà không có nó hoại diệt á nghĩa là Phật người ta cũng chẳng hiểu là gì tăng cũng chịu là gì biết pháp cũng chẳng biết gì nó suy tàn đến nỗi như thế đó à, suy tàn thử trí chí, trí à, chí thử rồi đại à, bất nhẫn ngôn ở trong bài ta dịch cái khác nhưng mà con nghĩ con nghĩ là đại tức là hầu như là không có không có thể nói không có không có lời nào để nói đó bất nhẫn là không có không có à, cho nên mình có thể hiểu là không còn lời nào để nói vậy đó không không có thể diễn tả được á có cái chuyện gì mà mình thấy nó không có nó không có nói không có hết ý đó cho nên mình nói là à, không có diễn tả được mỗi, mỗi nhất tư cặp mỗi lần à, mỗi là mỗi lần nhất tư là vừa suy nghĩ đến chữ nhất này là vừa suy nghĩ đến à, cặp là đến vừa suy nghĩ đến cái điều đó đó bất giác lệ hạ bất giác lệ rơi à. ngã phật à, ngã vi phật tử ta là đệ tử của phật bất năng báo ân à, mình không thể báo ân à, nội vô ích ư kỷ. nếu như vậy thì là sao trong tức là chỉ cho tự thân mình không ít lợi gì về đối với mình ngoại tức là đối với thế gian là xã hội ngoại vô ích ư nhân bên ngoài thì không ít lợi đối với mới, mới nhân loại hay là đối với mọi người à, sanh vô ích ư thời lúc sống à, chữ này nhớ là chữ này là lúc sống à. lúc sống thì không ít lợi đối với đương thời à, ư thời tức là đối với đương thời à, tử vô ích ư hậu lúc chết đó, thì không, không ít lợi đối với đời sau à, hậu là đời sau rồi thiên tuy cao bất năng phúc ngã trời tuy là cao nhưng không thể che ta Mắc đầu là chơi nó phủ khắp hết chân nhưng mà khi mà mình làm những cái điều xấu ác vậy thì là không có trời nào mà che chở được cái tội lỗi của mình cho nên là thiên tuy cao trời tuy cao nhưng không thể che à, che cho ta được Địa tuy hậu đất tuy dày hậu là dày ha đất tuy dày bất năng tải ngã chữ tải này á phải, phải à, chữ tải này có nghĩa là chở cho nên con nghĩ là dịch là đất tuy dài nhưng mà không thể là à, nâng vì vì nó chở mà chở thì nó đưa mình lên cho nên có thể là đất tuy dài nhưng mà không thể nâng được ta được tức là tuy nó dày nó cộm nó nó cứng chắc như vậy mà vẫn không có lẽ là giúp đỡ cho ta cho nên là nâng ta được thì đó là cái câu số 5 câu này dễ phải không dịch lại nữa không dịch lại lần nữa ha bất chi phật thị hà nhân à, không biết phật là người nào pháp là nghĩa gì tăng là tên gì à, suy tàn thử trí thử suy tàn đến như thế à, à, hầu như là không thể à, nói hết lời à, mỗi mỗi nhất tư cập, mỗi lần suy nghĩ đến bất giác à, lệ hạ bất giác lệ rơi ngã vi phật tử ta là đệ tử của phật À, bất năng báo ân không thể báo ân à, thì là như vậy thì sao nội vô ích ư kỷ à, trong trong à, bên trong á tức là trong tự thân mình á đây là nội à, bên trong tức là đối với tự thân cũng được thì không ích lợi cho mình ngoại vô ích ư nhân bên ngoài tức là đối với xã hội thì không ích lợi đối với người à, sanh vô ích ư thời lúc sống không ích lợi với đương thời tử vô ích ư hậu lúc chết thì không ích lợi đối với đời sau thiên tuy cao bất năng phúc ngã trời tuy cao nhưng không thể che che chở cho ta à, địa tuy hậu bất năng tải ngã đất tuy dày nhưng không thể nâng đỡ ta à, thì đó là câu số 5 câu số 6 ngô gia đường trụ à, đây bây giờ nó tới cái, cái 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 con đi tìm cái cái người thợ cái người cái con rồng nó yêu cầu là là phải tìm cho nó được cái cái văn bản bác con trai rồi cái cái trong cung vua ông vua mà trong lúc bây giờ lại không có cái cái văn bản đó nghĩa là phật pháp đó nó suy tàn mà không có cho nên là nhà vua rất là lo Ở trong cung có một cái vị đại thần rất là giỏi thì nhà vua mới kêu cái vị đại thần là đến bàn họp rồi xong rồi cứ kêu một cho nói cái vị thần đó là phải tìm cho được cái văn bản, bản, bản con trai nếu không được thì ta giết người nên vị, vị, vị đại thần này ở nhà có vị cha người cha cũng tài năng đi về rầu rĩ buồn lo thì trên gương mặt thể hiện à, cái sự buồn lo cho nên người cha thấy được là biết con mình có cái điều gì đang lo là âu cho nên là nó trình bày là với cha người cha mới nói giờ bắt đầu vô cái cụ thể nè ngô gia thường trụ ha tức là nhà của ta, à, xin lỗi, à, cái trong cái cột trụ nhà của ta, chữ nhà, đường cũng nhà, chữ gia cũng nhà, cho nên mình nhìn là cái cột cái chữ trụ là cột cái cột trụ của nhà ta, à, thỉnh thoảng á, chữ mỗi có nghĩa là thỉnh thoảng á, nó hiện ra Điện cái ánh sáng, à, hiện ra cái ánh sáng, thử phá kháng chi, chúng ta thử à, đập nó ra, đục nó ra, nghĩa là chẻ nó ra, bổ nó ra cái từ nào cũng được tạm tạm nha. thử bổ nó ra xem. à à thảng, thảng có nghĩa là à, giả như à hữu dị vật là nếu như mà có cái vật gì á à, thì có nếu mà có thể nó có là nếu mà dịch chỉ giả như thì nó không có rõ cho nên là có thể là có cái vật gì trong đó à. theo cái ngữ cảnh mình có thể biến cái một cái từ này cho nó ứng với cái ngữ cảnh mình. Còn cái thảng này có nghĩa là giả như nếu như nhưng mà nếu dịch đến nếu như thì nó không có không có logic cho nên mình à, có thể nó có cái vật gì trong đó à, phụng phụ ngôn giáo à, vân chữ phụng là vân theo cái ngôn phụ ngôn tức là lời của cha dạy giáo là dạy vân theo cái lời của cha dạy linh tha à, rồi chữ này cũng tha nữa phạt thủ như nhi à, trảm chiết à, tức là sai linh là sai sai bảo mọi người á uh, đi uh, chữ tha là kéo rồi phạt là chặt tức là mình nói gom lại một cái là chặt uh, rồi, 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 rồi tách cái 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 cột đó ra chặt trẻ rồi tách nó ra đó uh, chữ trảm là chặt là tách tích là tách cho mình gom lại một cái thôi nghĩa là bảo mọi người uh, mới là chặt cái uh, À, đục cái cây cột phải không? mình thử từ đục nó chứ nó mới chính xác hơn đục cái cây cột rồi rồi tách nó ra à, thì trong đó đắc kinh nhị quyển tìm được hai quyển kinh nhị quyển này là số lượng từ cho nên dịch trước hai quyển kinh à, nhất thị một là thập nhị nhân duyên kinh là kinh thập nhị nhân duyên hai là văn bản bác quan trai đại thần tích Thể, tích trì đại thần liền cầm chỉ trì là cầm đại thần mấy cái vị đại thần ấy mới cầm liền cầm cái 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 văn bản nó lên phụng thượng ư vương mới dâng lên đức vua vương đắc hoan hỷ nhà vua được rất là vui mừng bất đắc á bất năng tự thắng nghĩa là không thể cầm được cái, cái kềm chế được cái niềm vui đó quá vui mừng à, à tiện, bởi vì tự thắng là hơn tự mình vượt hơn nữa nghĩa là không có cái gì mà vui mừng hơn à, tiện dĩ thử kinh liên đem cái cuốn kinh này trước kim bàn thượng trước là đặt đặt rồi đặt lên trên cái mâm vàng à, tự sung tự tự tống lên đó lâu, lâu lâu nhớ cái lộn đọc cái âm tiếng việt à, âm tiếng hoa tự tống giữ long tức là tự mình đưa đến à, nhà cho con tống là đưa giữ này là liên từ à, giới từ đó, đưa đến cho con rồng rồng ở long Hoạch thử kinh con rồng được cái kinh bộ kinh cái 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 bên kinh này đại dụng hân hân khánh hân cũng vui mừng mà khánh cũng vui mừng rất là vui mừng à tiện dụng ấy sao nó dùng cái chữ dụng này rất là khó không nhưng mà mình không cần quan tâm cho nó mình nắm cái ý chính thôi tức là chữ hân và chữ khánh còn ở đây cũng vậy à, liền mới là dùng ở đây thì dùng được à, liền đem dùng hay là đem cái vật cái báo vật quý à, chữ hảo báo tức là cái vật quý tặng di uh, ư vương uh, tặng cho nhà vua uh, thọ trì bát trai uh, sau đó mới thọ trì tám cái uh, cái pháp quả bát con trai này rồi cần cần tức là siêng năng phụng trì uh, và thực hành cái pháp bát con trai đó thì cuối cùng là sao? Uh, được uh, được thoát kiếp rồng và được sanh về cõi trời mà lúc bây giờ không phải chỉ con rồng này nó tu thôi mà ngay cả nhà vua được cái người bạn của cái người này cũng là cũng là thọ trì À cùng tu hành cho nên cả hai cuối cùng là sanh được lên cõi trời cho nên hai cõi hai cái vị trời này tức là hai cái người hai cái người bạn cùng nhau hồi xưa à, từ đầu là nó cái bối cảnh vậy xong mới kể lại xong ngược lại mình mình coi ở phía trên là là cái nguyên nhân vậy đó thì đó là hiểu được cái điều này thì mình thấy cái gì nó cũng có nhân có duyên cho nên mình cứ sống cứ lo sống tốt thôi phải à, không số 7 tùng ư kim nhật à, từ nay à, tùng ư kim nhật cái từ nay ha rồi tận vị lai tế tế là cái biên cái ranh giới đó cho nên là từ nay cho mãi cho đến về tính từ uh, vị lai à, nguyên cái này là cùng một cái trạng ngữ từ tùng chấm chấm tế ha từ nay cho đến mãi tới vị lai tất tức là phải hoàn tất phải xong à, tất là xong phải hoàn phải hoàn thành phải phải xong hay là phải uh, hết cái kiếp cái thân hình này tức là phải phải tu cho hết cái 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 lúc mà cái thân này còn còn đó là phải tu cho hoàn thành cái thân này. À mới thể nguyện là trở về cái nơi an dưỡng, là gì? Là cái cõi tịnh độ đó, cái cõi an lành á, cái 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 cõi mà an vui hạnh phúc đó gọi là thể nguyện trở về cái cõi an an dưỡng, tức là cõi an lành. Tí đăng củ phẩm khi mà đã được khi mà 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 Chứng đắc được rồi đó. Thì đã được lên cái cái củ phẩm. Thì sau đó mới trở về. À, chứ bằng nhau ở đây nó không có những cái liên từ. Nhưng mà mình phải thêm vào. Sau đó mới trở về. Cõi ta bà. Hội nhập ta bà đó. Mới trở về. Cõi ta bà. À, là à, tỷ. Phải tỷ không? À, tỷ. Tỷ đắc à, Phật Nhật à, Trùng Huy. À, cái từ này các vị mà bắt tông thường hay nói là phật nhật trùng huy tức là là mong cho được cái 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 ánh sáng của phật pháp à, nhật này là chỉ cho mặt trời đó ánh sáng của phật pháp được huy là, là sáng và trùng là trở lại tức là mong được bởi vì cái thời đang mặt phật pháp đó bị tiêu diệt đó cho nên là mong cho ánh sáng của phật nhật là chỉ đất là được là mong cho ánh sáng của phật pháp được sáng trở lại và trùng huy tức là sáng trở lại cho nên mình học xong rồi á mình dùng cái từ mình thấy chính xác là mình cảm thấy là mình mình dùng cái từ nào nó rõ ràng từ đó thì nó rất là lợi lạc cho mình pháp môn tái xiển à tức là cái, cái cửa pháp à không phải cái này cái cửa thường mà cái cửa pháp cửa chánh pháp á được mở ra chữ xiển là là mở ra trở lại tái là trở lại à cửa pháp trở, mở ra trở lại rồi tăng hải tức là biển tăng bởi vì lúc nãy là phật ta phật pháp tăng không còn đó cho nên bây giờ biển tăng là trong là chữ chừng thanh là lắng trong chừng à, là lắng thanh là trong lắng trong ở nơi cái thế giới này tức là cả cái thế giới này là được à, và cái thời này đã, đang đang cái vấn đề này cho nên chúng ta phải nỗ lực để mà cùng nhau là Phật pháp tăng nó nó khôi phục giống như như cái hình ảnh này này à, mà mỗi người chỉ cần nỗ lực tu hành thôi biển tăng lắng trong ở cái thế giới này nhân dân bị hóa À, ư đông phương nhân dân được giáo hóa ở cái ở cái phương đông này à kiếp vận à, vi chi à, canh duyên duyên là kéo dài à, cái 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 kiếp vận của mình á, thì được là kéo dài thêm à, cái kéo dài thêm rồi chánh pháp đắc Dĩ của trụ chánh pháp được vũ trụ à thử tắc khu khu chân thật khổ tâm tức là đây cái này là câu phán đoán thử là chính à, chủ ngữ đây chính là cái cái sự cái tâm mà chân thật à, khổ tâm tức là mình chốc tâm đó nhưng mà mình không có dịch chữ khổ nếu mình dịch thì nó hơi bị rối cho mình dịch chữ được tâm thôi đây chính là cái tâm chân thật mà mình mong mỏi à mấy lâu nay ha hay là mình mong mỏi cũng được tới đó là dừng định được rồi đó con số 7 Dịch lại câu này ha tùng ư nhật Uh, kim nhật tận vị lai tế tức là từ nay cho đến mãi cho đến vị lai uh, phải hoàn thành cái thân này nếu là phải dứt cái thân này phải tu sao cho nó hoàn thành cái cái quả vị đó phải là hoàn thành cái thân này uh, thệ tức là thệ nguyện trở về cái nơi ăn dưỡng ăn dưỡng tức là cái nơi mà niết bàn đó ha. ký đăng cổ phẩm đã được uh, lên cái cõi cổ phẩm uh, chính phẩm thì là rồi sau đó mới trở về ta bà à, để à, để làm cho phật, phật pháp ánh sáng của phật pháp à, sáng rực trở lại à, cửa mở cửa pháp mở ra trở lại và biển tăng là lắng trong ở nơi thế giới này nhân dân được giáo hóa ở phương đông và cái kiếp vận được kéo dài thêm à, chánh pháp thì được cũ trụ và đây chính là cái tâm chân thật mà mình mong mỏi đó là câu số 7 câu số 8 À, thế nhân diệt diệt à, nghĩ à, người đời cũng như vậy à, văn hữu nhân ngôn tu bất tịnh quán tức đắc trừ à, khứ ngủ trừ khử đây là khử, khử cho mấy khứ à. khử là loại bỏ đó trừ khử tức là loại bỏ à, trừ khử ngủ ấm thân thương à, thân sang phải sao không sang là cái vết thương cái vết lở loét á À, người đời cũng như vậy à, Thế nhân tức là người đời Diệt nhĩ tức là cũng như vậy Văn hữu nhân Nghe có người nói à, Tu bất tịnh quán Tức là tu cái pháp bất tịnh quán á. À, Tức đắc trừ khử Liền được trừ bỏ à, Ở đây cái chữ chữ th 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 Sang á, là cái vết Thương à, Và trong bài ta dịch là à, Cái gì Quên rồi À thì mình hiểu là tức là cái thân ngũ ấm mình mình làm vô số những cái điều mà xấu ác á cho nên bản chị nên là bản kinh này mới dùng chữ thương là ở chữ sang là cái vết thương mong trừ bỏ được những cái vết thương trên cái thân ngũ ấm mình tức là những cái điều xấu ác trên cái thân ngũ ấm mình tiện tác thị thị ngôn à, nghĩ như vậy à, vì đó mới nghĩ như vậy ngã dục quán ư à, nữ sắc cặp dĩ ngũ dục ta muốn à, quán à, đối với nữ sắc đối với ngũ dục cái vị này khi mà suy nghĩ vậy đó xong mới mới nghĩ rằng là tôi muốn khởi cái nguyện á à, cái cái ý muốn á là mong muốn mình à, quán về cái cái đối với nữ sắc rồi quán sát về ngũ dục vị kiến bất tịnh nhưng mà chưa có thấy được cái sự bất tịnh <laughs> mình ở đây là chỉ cho cái người mà bà kinh Bách Dụ á chỉ cho cái người mà giống như cái cái người mà người ngu đó tức là mình muốn vậy mình chưa có đạt nhưng mà 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 cái là khi mình muốn vào cái xã hội này hay là mình muốn tu một cái pháp gì nhưng mà mình phải có cái giai đoạn đầu cho nó thuần cái tâm tư mình sẽ à, bắt đầu mình mới dám mà đối phó với những cái cảnh đời hay là những cái những cái sự mà chướng ngại nhiều chứ mà cái này là à, tôi muốn là là quán sát về nữ sắc là muốn có quán về ngũ dục bất vị kiến bất tịnh nhưng mà chưa có thấy được cái sự bất tịnh À, tức là mình thấy mình chưa có thấy được nhìn con gái, nhìn nữ sắc đẹp mình chưa có chưa có tịnh làm sao mình quán được? Rồi mình nhìn bao nhiêu cái đồ ngũ dục đó là mình chưa có có, có 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 tiết chế được thì làm sao mà mình quán được cho nên là vị kiến bất tịnh chưa có thấy được cái sự vậy thì nhìn nó vẫn còn tham muốn mà, ý muốn nói vậy đó. Cho nên là vị kiến bất tịnh chưa có thấy được nó là bất tịnh. À, phản vi chấm chấm sợ ha, vi chấm chấm sợ là câu bị động cho nên là trái lại, chứ phản là trái lại bị à, à, sắc dục, bị sắc dục à, là làm mê loạn hay là quấy rối hay là nhiễu loạn đều được, à, rồi bị lưu chuyển trong sanh tử, à, lưu chuyển trong sanh tử, đọa ư địa ngục, đọa vào cõi địa ngục. Bởi vì mình chưa có được, không, chưa có thấy, cuối cùng bị nó bị chi phối, bị cám dỗ, cho nên là bị là rối loạn, bị mê loạn, rồi bị chuyển, lưu chuyển trong sanh tử, rồi bị đọa địa ngục thế gian ngu nhân cái người ngu ở trong thế gian diệt phục như thị cũng như vậy tức là chúng ta muốn muốn học lên lớp 2 thì phải học lớp 1 lớp học lớp 2 xong lớp 1 xong rồi lên lớp 2 lớp 2 xong rồi muốn lên lớp 3 chứ không phải là nghe người ta nói là cái mình mà mình nhảy cái bài kinh này muốn muốn nói nhấn nhủ chúng ta như vậy ha đó là câu bài số 8 à, câu số 8 câu này dễ cho nên qua ha câu số 9 là hết à. tích thủ nhất nhân thời xưa có một người bằng cùng khốn khổ, vi vương tác sự nghèo khổ, khốn khó ha à, mình dựa vào cái từ mấy cái từ này nè mình à, dùng trong cái đời thường đó nghèo khổ, khốn khó à, làm việc cho nhà vua làm cái gì cho ai à, làm việc tác sự là làm việc vi vương là cho nhà vua nhật nguyệt kinh củ. à, tháng ngày à, trải qua rất lâu à, thân thể ly xấu tức là thân thể ốm yếu vương kiến lân mẫn nhà vua nhìn thấy mới xót thương lân mẫn hai cái từ này đều là xót thương hết tứ nhất tử đà à, mới tặng cho một cái con lạc đà chết à, con lạc đà chết rồi Nh nhất tử đà bằng nhân à, đắc dĩ người người nhà, người nghèo đó đó được có con lạc đà rồi chỉ dĩ này là rồi ha được con lạc đà rồi tiện tức tiện à... Này là cái gì quên này? Bạn à, là cái gì? Um, bác à tiện bác, bác bì. Tức là à, liền lột, chữ chữ này là bác là lột à, liền lột cái da. À, rồi à à hiềm, hiềm là ghét nhưng mà như là chê con dao khi muốn lột đó, đó thì phải dùng dao là nếu mà nó hiềm là chê cái con dao nó độn cố à, chê con dao nó bị lục mà bị cùng cầu thạch à, dục mà ma ma là mài mới tìm cái hòn đá muốn cái mài con dao à ư nãy ư lầu thượng à, liền ở trên cái lầu đó đó để tìm ở trên lầu đó vị này đang ở trên lầu đắt nhất ma thạch mới tìm được một cái hòn đá mà dao nhất thạch ma á nhất ma thạch tức là một hòn đá mà dao rồi ma đau linh lợi à, mài con dao làm cho nó bén à, khi, linh đã à, khiến cho làm cho nó bén à, rồi mới lai hạ đê, lên rồi xuống à, tức là xin lỗi cái cái con cái con lạc đà nó ở dưới còn lên lầu là tìm cái con dao cho nên mới lên xuống lên lên xuống lên, lên trên lầu mà dao rồi là chạy xuống lột da cho nên là lai hạ lên xuống mà mà lột à, như thị à, sổ sổ vãng lai ma đau à, là cứ nhiều lần đến lui mà giao như vậy à, do như ngu nhân giống như cái người ngu hủy phá giới cấm giới phá hoại hủy hủy hoại cái 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 giới cấm đó à, đa thủ tiền tài rồi mới lấy dùng cái tiền tài, tiền nhiều nè, mình phạm giới nhưng mà mình làm những cái điều này khi có tiền, có tiền bạc như là đa thụ lấy nhiều cái tiền tiền tài và 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 vật chất đó dĩ dụng tu phước đem đi là đi tu tu phước tức là làm phước à vọng đắc sanh thiên, mong mình được là sanh về cõi trời thì là ở đây nó còn thiếu một câu, biết bữa sau mà nó sót một câu là À, không có câu này không phải vậy là cái câu nào mà thấy nó còn sót không biết nữa nãy câu này có câu số 10 không dạ không hết rồi là... ủa vậy hả, thấy, thấy trong bài vậy là đủ rồi hả cô vậy phước rồi là bài bài vậy là đủ rồi vậy rồi câu này được chưa dài quá hả không phải ly sư có ly sư có bớt bớt câu nào thì đâu có ra hết bớt không à có chín câu mỗi thứ có chín câu mà bớt câu nào giờ mấy em thấy câu nào khó giờ cho bớt mỗi phần một một mỗi phần một câu thì bớt câu nào thấy câu, câu nào một, khó nhất câu chín nè câu chín thì khó hả câu chín thì dễ mà câu này hả ừ, nó dài <laughs> nó dài nhưng mà rất là dễ Rồi thôi ừ, muốn bỏ câu này thì bớt hả câu này dài nhưng mà nhưng mà tại vì cái này mình chỉ phiên âm với các chị thôi dịch nghĩa. Dạ dạ nhất thì, yeah, nhất uh, uh, các các vị ngộ học, uh, học tối nay thì được cái quyền chọn lựa. Tại mấy vị kia không có mặt cho nên là bây giờ Thanh Bình đưa ý kiến là câu chính bỏ của phần 2, bỏ, các vị có ý kiến nào không? Trong cái những cái nhóm học cái tối nay. Dạ yeah, không ạ. Vậy là bỏ câu chính ha à, câu câu cái phần 1 bỏ câu nào dạ, nhớ, nhớ nhắc anh Thanh mình nhắc nhắc riêng cái, cái trong cái tên cái ta, nhóm em đừng đưa lên nhóm kia nha đừng đưa lên nhóm chung rồi cô mới thông báo không nào? nha câu 1 à, phần 1 muốn bỏ câu nào cho bớt một câu bỏ câu nào nhìn đi câu 1 nè nào câu 2 nè. Câu 3. Cái này là toàn pháp bảo đàn không? Ủa câu này cái này là cái này phải, cái này chưa chưa đúng. Đây, câu 1. À câu này. Được, cho các vị chọn muốn câu nào thì nói rồi 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 à, Thanh Bình nhắc cùng cô trong cái 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 Zalo của em với cô á xong là, à, là cô cô, cô... Rồi thông báo cho lớp sau đừng có đưa lên nhóm rồi mất công lộn xộn thôi ha Vậy là chúc các vị học cho tốt để cho nó qua cái à, cái kỳ thi của cuối cùng của của chị đó của môn hát và <laughs> <laughs> thôi chúng ta hồi hướng câu 5 À, câu 5. Ai cái cả lớp nha nhớ cả nhóm này có nhất chứ không? Có, có đồng ý không ạ? Câu 5 là câu này. Hả? Vâng. Rồi, Rồi câu năm ha. Rồi, mời thỉnh đại chúng hồi hướng. À, quảng vàng, à, hồi hướng cô đi, mệt quá là nói liên tục cái miệng rồi à, nhận thật th mà thỉnh em hỏi hướng dùm Viện đem công đức này hướng về khắp thân cả để tự và chúng sanh đều trọn thành phần đạo rồi thỉnh đại chúng à, nghỉ học tốt, chúng đi tốt. chúng con đánh Sư rất là nhiệt tình và <laughs> đã mất rất là nhiều công sức để giúp chúng con có được những cái kiến thức và ôn tập. Chúng con xin tri ân ni sư ạ. Rồi tri ân thì ráng thi cho tốt là được rồi đó là tri ân thức thiết thực nhất <laughs> Rồi thôi các vị nghỉ ha ạ. con xin chúc sư sức khỏe. Wow, Phật Thì chúc đại chúng tối đi ngủ ngon để mai học bắt đầu chuẩn bị hành trình mới. Ủa cái 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 cái, 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 cái 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 kết thúc ở đâu rồi? À, cái nút kiếm... uh, nhân đỏ là được. Nhân đỏ ở đâu? ở trên màn hình đó thưa sư ở trên màn hình nó có cái nút